Em mở camera đi ạ. Rồi, chào các em. Chào cô. Chào cô. Lộn. Rồi, ok, hôm nay mình học một cái bộ môn nghiệp vụ quản lý về con người. Đó là quản trị nhân sự nha. Cái bộ môn này á là mình học tổng cộng là 9 buổi nha các em. 9 buổi và cái chương trình của mình học á đó là gồm có chương 1 tổng quan về quản trị nhân sự, thì chương này mình sẽ học 2 buổi. Chương 2 và chương 3 phân tích công việc và hoạch định nhân sự mình sẽ học một buổi, như vậy là được 3 ha. Tuyển dụng nhân viên 2 buổi là 5, đào tạo phát triển 1 buổi là 6, đánh giá hiệu quả công việc 1 buổi là 7, và cuối cùng đó là trả công lao động 2 buổi là 9 buổi. Như vậy thì ngoại trừ chương 2, chương 3 là cô dạy trong vòng 1 buổi, còn lại là chương 1, chương 4 với lại chương 7, là mỗi chương là chúng ta sẽ học 2 buổi, còn lại là tất cả các chương là chúng ta học 1 buổi. Thì khi mà em học cái bộ môn này đó thì em sẽ được cung cấp tất cả những cái kiến thức có liên quan đến vấn đề quản lý con người, và em sẽ được hướng dẫn tất cả những cái hoạt động chức năng của phòng nhân sự. Thí dụ như là cái cách chúng ta phân tích công việc như thế nào, rồi làm thế nào để chúng ta xác định cái số lượng lao động mà chúng ta cần cho một cái kế hoạch gì đó, và với số lượng đó thì chúng ta sẽ tiến hành tuyển dụng ra sao ha. Và khi chúng ta tuyển dụng vào thì chúng ta sẽ đào tạo phát triển và trả lương cho họ như thế nào. Thì tất cả những cái hoạt động chức năng á là sau khi em học xong thì em sẽ nắm những cái kiến thức cơ bản nhất có liên quan đến quản trị nhân sự, và tất cả những cái hoạt động chức năng có liên quan đến hoạt động quản lý nhân sự. Thì như vậy là chúng ta sẽ học 9 buổi gồm có 7 bài. Và cô cũng lưu ý các em luôn là cái điểm kiểm tra thường xuyên của mình á là dựa trên cái phần điểm danh, và trong quá trình mà cô dạy á thì cô sẽ tương tác với các em bằng cách là đặt câu hỏi và các em trả lời. Khi các em trả lời á là cô sẽ ghi vào sổ để chúng ta cộng điểm nha. Các em sẽ được điểm cộng và các em sẽ được cộng điểm vào cái điểm thường xuyên. Cái thứ hai á là cái kiểm tra định kỳ của chúng ta đó là do khoa tổ chức. Thì sau khi kết thúc thì các em phải theo dõi coi, sẽ được báo trước 1 tuần khi mà chúng ta kiểm tra định kỳ, và việc kiểm tra định kỳ của chúng ta là kiểm tra online theo cái Google Form. Thì nó cũng giống như là lúc mà các em học cô, các em làm trên Google Form vậy đó. Thì cái thời cái số lượng câu hỏi của chúng ta chỉ có 20 câu thôi trong vòng 15 phút, và sau đó là chúng ta sẽ có kiểm tra, nếu như em đủ điều kiện thì chúng ta sẽ kiểm tra hết môn, và kiểm tra hết môn cũng là trên Google Form. Thì các em, và số lượng câu hỏi của chúng ta nhiều hơn 50 câu ha, 50 câu. Cái thời gian của chúng ta là 45 phút, hoặc là nếu có thay đổi gì thì các em phải theo dõi cái thông báo của khoa nha. Và một cái điều cô cũng lưu ý các em là với cái bộ môn này thì để đảm bảo là tất cả các lớp nó giống nhau. Cho nên các em sẽ cô sẽ không có cung cấp tài liệu mà bắt buộc các em phải ghi bài. Đồng thời cứ sau 1 buổi học á thì cái clip mà được thu lại á thì các em sẽ coi lại,
để chúng ta ôn lại bài nha. Tại vì khi mà chúng ta học á, là chúng ta ghi nhớ tạm thời thôi, nhưng mà khi các em coi lại bài á, thì nó sẽ ghi nhớ ngắn hạn, và nếu mà chúng ta coi lại thường xuyên á, thì chúng ta nhớ luôn luôn, nó đưa vào cái coi như là nó chúng ta sẽ nhớ lâu dài hơn. Thì cô cũng hy vọng là các em sẽ ghi bài đầy đủ, rồi các em coi clip để các em có thể là đặt yêu cầu trong cái kỳ kiểm tra định kỳ cũng như là cái kỳ thi hết một nha các em. Rồi ok, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài đầu tiên, đó là tổng quan về quản trị nhân sự. Chúng ta có cái buổi đầu tiên ha, tổng quan về quản trị nhân sự. Rồi ok, và cái câu hỏi đầu tiên mà cô đặt ra cho các em, theo các em á, là trong khi mà chúng ta hoạt động một cái doanh nghiệp, hay là nói khác hơn là nếu như chúng ta hoạt động kinh doanh nhà hàng hay khách sạn, thì theo các em á, là những cái yếu tố trong nhà hàng và khách sạn á, thì nó có thể phân chia thành nhiều cái nguồn lực khác nhau để chúng ta khai thác, thì theo em là có bao nhiêu nguồn lực tất cả, có bao nhiêu nguồn lực tất cả trong hoạt động của doanh nghiệp, nhớ không? Tức là bây giờ mình phải suy nghĩ là nếu như chúng ta muốn kinh doanh, chúng ta muốn cho cái nhà hàng khách sạn của mình hoạt động, thì cần phải có những cái nhóm yếu tố nào, cần những cái gì, nhớ không? Cô thấy trí nó đang ngồi suy nghĩ. Rồi giơ tay, nó có cái icon giơ tay á, cái nhấn vô cái icon giơ tay là cô biết nha. Rồi ok, cô mời Đỗ Thị Vân Anh. Cô ơi, có phải là nhân lực, tài lực, vật lực đúng không cô? Đúng, chính xác. Đó là nhân lực, tài lực và vật lực nha. Rồi ok, 26-32 là bạn Đỗ Thị Vân Anh đúng không? 36 cô ơi. Xin lỗi. Không, 36. 26 N36. Đỗ Thị Vân Anh. Rồi đúng rồi, đó là nhân lực, tài lực và vật lực. Tuy nhiên ở trong ba nhóm yếu tố đó thì theo các em yếu tố nào nó sẽ đóng vai trò quyết định sự thành bại của doanh nghiệp? Yếu tố nào đóng vai trò quyết định? Hai cánh tay giơ tay lên rồi. Đó là bạn Vân Anh và bạn Trần Thị Thúy An. Cô mời bạn Trần Thị Thúy An của N31. Thưa cô, là nhân sự. Lý do tại sao vậy Thúy Thúy An? Thưa cô, tại vì nhân sự là cơ quan đầu não giúp hoạt động điều khiển tài lực và vật lực. Nếu như mà bây giờ tài lực mình không có thì liệu có hoạt động được không? Dạ thưa cô là không, nhưng mà nhân sự là quan trọng nhất. Nó bổ sung đủ cho nhau, nhưng mà nhân sự là quan trọng nhất vì con người điều khiển những cái đó. Rồi ok, thực sự ra là em thấy là trong trường hợp mà tài lực nó yếu á, thì nhân sự sẽ đi kêu gọi vốn, kêu gọi sự đầu tư, đúng chưa? Và những cái nhà đầu tư họ sẽ đầu tư vô. Các em có coi chương trình Shark Tank vào tối chủ nhật không, là các cái doanh nghiệp á, là các bạn khởi nghiệp hoặc là những cái doanh nghiệp mà nó thiếu vốn á, thì nó kêu gọi sự đầu tư đúng không, và các cái nhà đầu tư họ tiến hành đầu tư. Cho nên là trong trường hợp là chúng ta thiếu tài lực thì thực sự ra là con người giỏi thì chúng ta cũng có thể đi gọi vốn được đúng không? Mà khi chúng ta đã gọi vốn rồi thì chắc chắn một điều là gì, là về vật lực chúng ta cũng không có lo, đúng chưa ạ? Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái định nghĩa nguồn nhân lực là gì ha, nguồn nhân lực là gì nha. Rồi trong bài hôm nay thì nhớ là cô sẽ giới thiệu với các bạn 5 phần các khái niệm có liên quan đến nhân sự và các học thuyết về nhân sự. Vậy thì chúng ta có cái khái niệm đầu tiên, đó là nguồn nhân lực. Thì nguồn nhân lực của một tổ chức là toàn bộ các cá nhân của tổ chức. Các em lưu ý là khi các em ghi bài á, thì các em sẽ thấy là những cái cụm từ mà cô in đậm nè là những cái từ then chốt
nha, nó là những cái từ then chốt, thì chúng ta sẽ ghi lại những cái từ then chốt đó ha. Đây là nguồn nhân lực của một tổ chức, là toàn bộ các cá nhân của tổ chức có vai trò khác nhau và được liên kết với nhau theo những mục tiêu nhất định, có thể huy động được hoặc là để hoặc là chúng ta huy động để chúng ta thực hiện cái mục tiêu của tổ chức. Rồi bây giờ câu hỏi tiếp theo nè, cô đang muốn hỏi các em á, nếu như em mở ra em kinh doanh nhà hàng và khách sạn thì cái mục tiêu của các em là gì các em? Nếu như em hoạt động kinh doanh thì mục tiêu của em là gì? Rồi hai cánh tay giơ lên. Cô mời Nguyễn Trương Mỹ Anh của N31. Dạ alo. Rồi cô đang nghe nè Mỹ Anh. Dạ là doanh thu lợi nhuận rồi. Với lại doanh thu với lợi nhuận thôi. Rồi ok, có nghĩa là chúng ta tìm mọi cách để tối đa hóa lợi nhuận đúng không? Tối đa hóa doanh thu và tối đa hóa lợi nhuận, đúng chưa? Rồi, cảm ơn Mỹ Anh ha. Vậy thì bây giờ chúng ta coi nha. Rõ ràng là khi chúng ta kinh doanh nhà hàng hay là kinh doanh khách sạn thì chúng ta đều nhằm mục tiêu là làm sao tối đa hóa doanh thu, làm sao tối đa hóa được lợi nhuận. Nhưng muốn làm được điều đó đó thì tất cả những cá nhân ở trong cái tổ chức nhà hàng và khách sạn của mình nó phải liên kết với nhau và nó sẽ được điều động để thực hiện cái mục tiêu đó. Vậy thì bây giờ cô muốn hỏi các em nè, toàn bộ các cá nhân của khách sạn có vai trò khác nhau và được liên kết với nhau, vậy các em có thể cho cô biết trong khách sạn á, thì nó có những cái bộ phận chính nào không vậy các em? Bộ phận trực tiếp kinh doanh dịch vụ trong khách sạn là bộ phận nào, nhớ không? Trực tiếp kinh doanh dịch vụ nha, cô hỏi trực tiếp kinh doanh dịch vụ nha các em. Rồi cô mời Đỗ Thị Vân Anh của N36. Rồi cô, là bộ phận buồng phòng đúng không cô? Đúng rồi, buồng phòng. Ngoài ra còn bộ phận nào nữa không? Rồi, cô mời bạn Nhật Hòa của N31. Dạ thưa cô, là bộ phận lễ tân. Bộ phận lễ tân, bộ phận buồng phòng. Và còn một bộ nhà phận hàng nữa. Cô. Hả? Bộ phận nhà hàng. Nhà hàng bộ phận nhà hàng, rồi ok, chính xác. Tức là chúng ta ba bộ phận trực tiếp kinh doanh dịch vụ đó là FO, F&B và housekeeping, thì ba bộ phận này là nó được xếp vào front of the house đúng không ? Và nó có nhiệm vụ là trực tiếp kinh doanh dịch vụ, nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng có những người lao động thực hiện cái vai trò gián tiếp kinh doanh dịch vụ, tức là họ sẽ hoạt động chức năng và họ tạo điều kiện hỗ trợ cho cái bộ phận trực tiếp này thực hiện được cái mục tiêu cuối cùng, đó là tối đa hóa lợi nhuận ở nhà hàng và khách sạn. Thì các em có thể cho cô biết vài bộ phận quản lý chức năng không các em? Cho cô biết một số các bộ phận hoạt động chức năng đi quản lý chức năng đi Tức là nó nằm ở trong cái nhóm back of the house ấy. Đó là những bộ phận nào nãy giờ mình kể, FO, F&B, housekeeping là bộ phận trực tiếp kinh doanh dịch vụ, nhưng có những cái bộ phận là nó gián tiếp thôi, nó là quản lý gián tiếp, thì đó là những bộ phận nào? Những bộ phận nào? Rồi, cô mời Nhật Hoàng. Dạ thưa cô, là bộ phận nhận và đặt phòng trong bộ phận lễ tân luôn. Rồi, nhận và đặt phòng nó cũng nằm trong lễ tân mà em. Nó cũng là cái bộ phận trực tiếp kinh doanh dịch vụ mà. Ở đây cô muốn hỏi cái bộ phận quản lý chức năng thôi, các phòng chức năng á. Rồi, cô mời Trần Thị Thúy An. Cô là bộ phận sale marketing. Đúng rồi, sale marketing. Bộ phận nào nữa? Bộ phận nào mà sẽ quản lý về nhân sự đây? Phòng nào sẽ quản lý về nhân sự? Nhân sự hả cô? Phòng nào quản lý nhân sự? Dạ, bộ phận nhân sự. Thì đó là phòng nhân sự, chứ còn bộ phận nào nữa? Đúng nào? Rồi, cô mời bạn Nguyễn Trương Mỹ Anh. Theo em là còn có bộ phận quản lý chức năng nào khác nữa không? Hồi nãy giờ bạn mới kể có sale, marketing, nhân sự. Rồi, còn bộ phận nào nữa em ơi? Dạ, bộ phận
bảo vệ an ninh, bộ phận kỹ thuật. Bộ phận kỹ thuật, bảo vệ an ninh. Rồi, ok. Rồi còn bộ phận nào nữa không? Rất là quan trọng nha. Rồi, ok. Cô lại tiếp tục mời bạn Nhật Hoàng. Dạ, tôi cô là kế toán. Đúng rồi, kế toán tài chính. À, rồi, vân vân. Ha. Đó là những cái bộ phận mà người ta xếp vào quản lý chức năng và người ta xếp vào cái trong khách sạn thì chúng ta gọi là back of the house. Thì front of the house và back of the house nó phải có một cái sự liên kết với nhau để cái việc kinh doanh khách sạn và nhà hàng đạt được cái hiệu quả cao cao nhất. Ha. Rồi, ok. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái khái niệm quản trị nhân sự và quản trị nguồn nhân lực. Và bây giờ nếu như mà chúng ta nhìn ở đây á, thì trong cái chương trình này á, là mình chỉ dừng lại là học quản trị nhân sự thôi nha các em. À, thiệt ra quản trị nhân sự và quản trị nguồn nhân lực hoạt động chức năng giống nhau hoàn toàn. Nhưng cái cách khai thác của chúng ta và cái cách tiếp cận nó có khác nhau. À, các em thấy là cái tảng băng trôi á, các em có xem những cái phim về về những cái tảng băng trôi không? À, thí dụ như iceberg á, thì nếu như em nhìn vô tảng băng trôi á, thì em thấy là mình có thể chia cái tảng băng đó ra làm mấy phần các em nhỉ? Nếu mà chúng ta nhìn một tảng băng trôi á, hai phần. À, chìm với phần nổi. Rồi, đúng rồi, phần chìm và phần nổi, chính xác luôn. Rồi, bây giờ cô mời bạn Mai Thị Tuyết Như của N36 nè. Dạ. Rồi, ok. Thì người ta ví nha, như nghe cho kỹ nha, người ta ví là con người nó giống như một tảng băng trôi vậy đó. Nó cũng có phần chìm và nó có phần nổi. Ha, vậy thì theo Như á, là cái bề nổi của con người nó được thể hiện qua cái gì? Dạ, bề nổi thể hiện ra cái bề ngoài và cái cách làm việc của mỗi người đó cô. Rồi, rồi, đúng rồi. Nó thể hiện qua cái bề ngoài, phải không ạ? Và cái những hành vi ứng xử và cái cách làm việc, những kiến thức, kỹ năng mà họ có. Vậy em nghĩ là con người có cái bề chìm không em? Dạ, có. À, và theo em cái bề chìm của con người đó là gì ạ? Dạ, cái bề chìm của mỗi người đó là suy nghĩ cô. À, là suy nghĩ. Rồi, dạ, còn gì nữa không? Theo em có những cái năng lực mà người ta không thể hiện ra bên ngoài không em? Dạ, có. À, thí dụ như là năng lực gì vậy? Thí dụ như bây giờ cô muốn hỏi em nè, là bản thân Như á, Như có cái tiềm năng gì không? Hả? Dạ, hiện tại thì em chưa có cô. À, hiện tại thì chưa có. Nhật Hoàng ơi, rồi ok, em thoáng ra đi ha. À, nhưng mà Nhật Hoàng có đang nghe cô nói không Nhật Hoàng? Chắc nó thoát ra rồi. Rồi, ok. À, thực sự ra mỗi một con người trong chúng ta đều có một cái tiềm năng hết trơn á. Nhiều khi em không nhìn thấy, thí dụ như là em có khả năng giao tiếp rất là tốt, em có khả năng đàm phán, em có khả năng thuyết phục. À, nhưng mà nó không có thể hiện ra bên ngoài. Rồi, ok. Nguyễn Nhật Hoàng, rồi cô admit rồi á Nhật Hoàng. Thì... như vậy thì chúng ta sẽ thấy là khi mà nói đến quản trị nhân sự và quản trị nguồn nhân lực á, thì mỗi một con người của chúng ta nó cũng có cái phần nổi và nó có cái phần chìm. Thì cái anh quản lý nhân sự là anh chỉ khai thác những gì mà cái người lao động đó họ có và phục vụ cho những cái hoạt động trước mắt. Hay nói khác hơn là họ sẽ khai thác cái bề nổi của cái con người đó thông qua kiến thức, thông qua kỹ năng, thông qua những kinh nghiệm mà thực tế là họ có được, và tất cả những cái khả năng mà họ có thể làm được cho một cái công việc cụ thể. Cho nên chúng ta có cái khái niệm về quản trị nhân sự như thế này nha. Quản trị nhân sự là cái quá trình thực hiện việc tuyển mộ, tuyển chọn. Và em biết rồi, tuyển mộ, tuyển chọn là nó được thực hiện thông qua cái tuyển dụng ha. Tuyển mộ và tuyển chọn là hai giai đoạn của cái quá trình tuyển dụng của chúng ta. Duy trì và phát triển
À, chúng ta muốn giữ lại người lao động thì chúng ta trả lương, thì khi trả lương thì chúng ta mới duy trì được, đúng nào? Và đồng thời là chúng ta sẽ cho họ đào tạo và phát triển cái năng lực của họ, sử dụng và cung cấp tiện nghi, có nghĩa là chúng ta sử dụng cái sức lao động đó, thì tương ứng với việc sử dụng thì chúng ta phải tạo điều kiện cho họ có thể thực hiện được cái công việc tốt tốt nhất. Nhưng mà các em lưu ý là đối với quản trị nhân sự á, thì khi mà nó làm thực hiện những cái hoạt động chức năng này nè, thì cái mục tiêu của chúng ta đó là gì? Là chúng ta đáp ứng thỏa mãn cái nhu cầu của tổ chức. À, thì đó là cái mà các em chú ý nha. Như vậy cô nhắc lại, quản trị nhân sự là việc tuyển mộ, tuyển chọn. À, và đây là hai giai đoạn của cái quá trình tuyển dụng, duy trì và phát triển, sử dụng và cung cấp tiện nghi cho các nhân viên thông qua tổ chức. Và cái mục tiêu là gì? Là nhằm đáp ứng cái nhu cầu của doanh nghiệp ha, thỏa mãn cái nhu cầu của doanh nghiệp. Rồi, đó là quản trị nhân sự. Cho nên thí dụ như em tốt nghiệp ra trường, em cầm cái tấm bằng cao đẳng nghề quản trị nhà hàng khách sạn, đúng nào, loại khá, thì người ta sẽ nhìn vào cái bằng cấp của em và người ta sẽ kiểm tra coi kiến thức kỹ năng của em nó tới đâu, kinh nghiệm của em tới đâu, và người ta sẽ bố trí một cái công việc phù hợp mà cái công việc đó nó em có thể sử dụng toàn bộ những kiến thức và kỹ năng đang có để mà em làm việc và đem lại cái hiệu quả tối ưu cho doanh nghiệp. Thì đó là quản trị nhân sự nha các em. Nhưng mà bên cạnh đó thì bây giờ nếu mà khai thác phần kìm nha, thì chúng ta có cái phần kìm đó chính là cái quá trình chúng ta quản trị nguồn nhân lực. Và lúc này chúng ta coi nhân lực là một cái nguồn lực mà chúng ta sẽ phải khai thác. Thì quản trị nguồn nhân lực là gì? Đây là hệ thống các chính sách và hoạt động chức năng. Và bây giờ nếu như em nhìn vô cái khái niệm này, em thấy là hoạt động chức năng nó giống như quản trị nhân sự ha, gồm có gì đây? Thu hút, xây dựng và phát triển. Cái quá trình mà chúng ta thu hút người lao động là chúng ta tuyển mộ vô, đúng nào, và chúng ta sẽ chọn lọc, rồi chúng ta xây dựng một cái đội ngũ, đúng nào, và chúng ta sẽ cung cấp cho họ những cái cơ hội để họ có khả năng phát triển cái năng lực. Sử dụng và đánh giá, có nghĩa là chúng ta sau khi tuyển xong thì chúng ta sẽ sử dụng cái lực lượng đó, và họ làm việc thì đương nhiên là chúng ta phải đánh giá coi là họ có thực hiện cái công việc của chúng ta tốt hay không. Bảo toàn và duy trì một lực lượng lao động, có nghĩa là gì? Là chúng ta cung cấp tiền lương, cung cấp các cái phúc lợi, các cái dịch vụ để giữ chân được cái người lao động. Tại vì rõ ràng chúng ta thấy là người lao động, cái mà người ta quan tâm là gì? Là tôi bán sức lao động và tôi muốn có một cái khoản tiền để tôi có thể bù đắp cái nhu cầu tối thiểu của tôi. Đúng chưa? Cho nên là cái quản trị nguồn nhân lực là những cái hệ sách, những cái chính sách này, những cái hoạt động này nhằm bảo toàn và duy trì một lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu công việc về mặt số lượng và chất lượng của tổ chức và đạt được kết quả tối ưu cho cả tổ chức lẫn nhân viên nha. Đạt được kết quả tối ưu cho cả tổ chức lẫn nhân viên. Như vậy em thấy là thực sự ra hoạt động chức năng của quản trị nhân sự và quản trị nguồn nhân lực nó giống nhau hoàn toàn. Nhưng chúng ta chỉ thấy là cái mục tiêu của quản trị nhân sự và quản trị nhân lực khác nhau. Và theo em là nó khác nhau ở chỗ nào? Cái mục tiêu của quản trị nhân sự và quản trị nguồn nhân lực á, là nó khác nhau. Và theo các em là nó khác nhau ở chỗ nào các em? Khác nhau ở chỗ nào? Rồi, ai có thể nhìn thấy không ạ? Đọc cho kỹ cái khái niệm trong khái niệm là nó đã thể hiện nha. Rồi, ai có thể nhìn thấy cái mục tiêu nó khác nhau ở chỗ nào các em? Rồi, ba cánh tay giơ lên. Rồi, cô mời Ngô Duy Phúc. Dạ thưa cô, là theo em là về quản trị nhân sự thì là cuối cùng là mình cũng sử dụng và cung cấp tiện nghi thông qua cho nhân viên, thông qua tổ chức. Còn về quản trị nguồn nhân lực thì chúng ta cho cả tổ chức lẫn nhân viên luôn. Rồi, ok. Cảm ơn em. Rồi, cô mời bạn Thúy An. Duy Phúc nói đúng rồi, nhưng mà Thúy An có thể nói rõ hơn không Thúy An?
Thúy An ơi. Dạ, dạ em cô. Ừ. N32 phải không cô? Hả? Cái gì Thúy An? Dạ, của lớp N32 đúng không cô? Ủa, vậy có hai Trần Thị Thúy An là à? Để cô coi. Ủa, sao gỡ? Không, hồi nãy là Thúy An, hồi nãy Trần Thị Thúy An, hồi nãy là N31. Bây giờ có một Thúy An nữa là ghi tên Thúy An thôi, là N32. Là em là cái gì Thúy An vậy Thúy An? Dạ mẹ thì Thúy An. Rồi ok, bây giờ Thúy An giúp giùm cô cái này nha. Em thoát ra nha, em thoát ra. Và khi mà em vô thì em ghi rõ cái tên họ của em giùm mẹ giùm cô nha Thúy An. Dạ. Rồi em thoát ra rồi cô sẽ admit em vô nha. Rồi ok, cô mời bạn Mai Thị Tuyết Như. Dạ. Ừ. Sự khác biệt cơ bản nhất nè, em đọc cho kỹ nha. Hồi nãy cô nói là cái quản trị nhân sự là gồm có tuyển mộ, tuyển chọn, sử dụng và cung cấp tiện nghi, hay duy trì và phát triển sử dụng và cung cấp tiện nghi cho người lao động thông qua tổ chức nhằm đáp ứng cái mục tiêu của tổ chức. Còn ở đây á, là quản trị nguồn nhân lực nó cũng gồm có hoạt động đó là thu hút, xây dựng, phát triển, sử dụng, đánh giá, bảo toàn và duy trì một lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu công việc về mặt số lượng và chất lượng của tổ chức và đạt được kết quả tối ưu cho cả tổ chức lẫn nhân viên. Thì hồi nãy bạn Phúc có nói một cái ý thì cũng gần đúng rồi, nhưng mà cô muốn là em nói rõ hơn sự khác biệt lớn nhất về cái mục tiêu quản trị nhân sự và quản trị nguồn nhân lực nó là cái gì. Bên dạ, anh nhân sự thì sao mà bên anh nhân lực thì sao? Dạ thưa cô, bên nhân sự thì nó sẽ đạt được mục tiêu là đầu tiên cô đưa ra cái mục tiêu đầu tiên để đạt mà mục tiêu đó là mục tiêu gì, nó quản lý con người để nhằm làm cái gì, đặt mục dạ, tiêu gì? Nhằm đem lại cái lợi nhuận cho cái đem lại lợi nhuận cho ai, cho chị em con này lợi nhuận là thường ai nhắm đến là tổ chức cái tổ chức doanh nghiệp đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà bên nhân sự có quan tâm đến con người không? Dạ không ạ. Bên nhân sự sẽ quan tâm đến quá trình và kết quả nhiều hơn. Rồi ok. Nhưng mà bên nguồn nhân lực thì sao? Dạ bên nguồn nhân lực sẽ quan tâm đến cả nhân viên và quá trình kết quả luôn cô. Rồi ok. Đặc biệt có cho nghĩa nhân là... viên nhiều hơn. À rồi, cảm ơn bạn Huỳnh, cảm ơn bạn Tuyết Như. Có nghĩa là bên nguồn nhân lực nó sẽ quan tâm luôn cả nhân viên luôn, không phải là chỉ mang lại cái hiệu quả cho cái người, cho tổ chức, mà ngay cả nhân viên là cũng đạt được cái hiệu quả tối ưu ha. Có nghĩa là em thấy là nhân sự nó chỉ khai thác những cái gì là trước mắt thôi, nhưng mà nguồn nhân lực á là nó khai thác luôn cả những cái tiềm năng. Chính vì vậy cho nên sự khác nhau cơ bản giữa nhân sự và nguồn nhân lực như sau. Rồi ok, em nhìn đây là cái sự khác nhau cơ bản của nhân sự và quản trị nguồn nhân lực nha. Cái thứ nhất á, về mục tiêu đào tạo thì cái anh nhân sự là thí dụ như em vô em làm nhưng mà em không có đáp ứng được cái yêu cầu công việc của cái việc làm đó thì họ sẽ giúp cho em, họ sẽ dạy cho em kiến thức kỹ năng để em có thể là làm được cái vị trí mà em được phân công. Có nghĩa là tôi chỉ muốn là cái hiện tại em không làm được thì tôi sẽ giúp cho em có thể là làm được cái công việc hiện tại. Ủa, tự nhiên như giây phút giơ tay làm chi vậy? Hả? Cô chưa đặt câu hỏi mà. Không cô, em có dạ việc không, xin cô. Nãy giờ cô. À, vậy đó, hả? Rồi, ok. Cô, em Phúc nè cô. Ừ, cô biết rồi. Tự nhiên cô thấy hai đứa giơ tay. Tại cô, tại vì giờ em phải lên bệnh viện để làm test COVID đó cô. Ừ. Ý là tại vì em đưa mẹ em đi khám bệnh đó, nhưng mà em vô trọng thì em phải test COVID nữa, nên là bây giờ em phải lên chẩn test liền đó. Cô có thể cho em xin đi không cô? Rồi ok. Rồi đi nhanh về nha. Dạ dạ. Đi cẩn thận. Cảm ơn nha. Cô. Nhớ giữ gìn 5K đàng hoàng nha. Dạ dạ, em sợ bị hỏi chốt thôi. Ừ. Rồi, ok. Dạ dạ, cảm ơn cô. Dạ. Rồi.
Cô Trang chú ý là bạn Duy Phúc đi test COVID đó nha. Lát nữa bạn quay lại học nha cô Trang. Rồi ok. Nhưng mà bên nguồn nhân lực á, thì đây lại là sự đầu tư. Có nghĩa là thí dụ như bây giờ họ tuyển em vào vị trí là receptionist. Nhưng mà có khi người ta thấy em có một cái tiềm năng là về kỹ năng sale, tức là kỹ năng bán hàng của em tốt, và họ cho em đi học một cái lớp về kỹ năng bán hàng. Thì cái việc khai thác kỹ năng bán hàng là trong tương lai. Trong tương lai là có khả năng họ sẽ điều em qua cái phòng sale. Thì như vậy về mục tiêu đào tạo á, ở bên cái nguồn nhân lực á, nó lại khác ở chỗ là đây là sự đầu tư vào việc phát triển nguồn nhân lực ha. Cũng giống như em vậy đó, là khi em đi học bình thường, nhưng mà bây giờ em học thêm tiếng Anh, em học thêm tiếng Trung, em học thêm tiếng Nhật, hay là em học thêm một cái kỹ năng nào đó, thì tất cả những cái đó đều là cái sự đầu tư vào cái vốn con người của em để em sử dụng ở tương lai chứ không phải là ở hiện tại. Cho nên em thấy là về cái viễn cảnh, tức là cái vision của chúng ta là nhân sự là chỉ ngắn và trung hạn thôi, tại tôi sử dụng liền mà. Nhưng mà đối với quản trị nguồn nhân lực á, thì nhắm đến cái dài hạn. Cái cơ sở để tăng năng suất của cái anh nhân sự á, là dựa trên máy móc và tổ chức. Nên em thấy là thí dụ như bây giờ chúng ta học mà không có máy móc là coi như chúng ta không học được, đúng không? Nhưng mà nếu như quản trị nguồn nhân lực thì bây giờ chúng ta không có laptop, chúng ta không có điện thoại, thì bây giờ phải làm sao? Nếu như mà con người mà năng động á, thì chúng ta sẽ nhanh chóng là chúng ta chạy đi tìm cái chỗ nào đó để mình học ké. Cho nên quản trị nguồn nhân lực là không những là dựa vào công nghệ tổ chức mà nó còn dựa trên cái chất lượng nguồn nhân lực của chúng ta, tức là cái chất lượng lao động của chúng ta như thế nào. Em thuộc loại người năng động, em luôn luôn chủ động trong tất cả các công việc hay là sao ha. Về nhân sự thì việc động viên, tức là bây giờ mình làm sao kích thích cho người ta làm việc tốt nhất thì người ta dùng tiền và sự thăng tiến trong nghề nghiệp. Nhưng mà đối với quản trị nguồn nhân lực á, thì cái một trong những cái điều kiện để kích thích người ta làm việc tốt á, lại là tính chất của công việc. Tính chất công việc. Em có biết là hiện nay á, là có một cái câu trend á, khi chúng ta làm việc á, nó có một cái câu rất là nổi tiếng mà dạo này các em cũng hay sử dụng. Câu đó là câu gì các em có biết không? Thành Trí có biết câu đó không? Thành Trí ơi. Dạ em nghe cô. Ừ, cái câu mà trend hiện nay mà khi mà nói đến cái vấn đề làm việc á là gì, cái là Trí có biết câu đó không? Làm dạ, việc vì cái gì? Làm việc. Có ai? Ai biết cái câu trend hiện nay khi mà người ta nói làm việc á, làm việc không phải vì tiền mà làm việc là vì cái gì ạ? Vì đam mê. Đam mê hả cô? Ừ đúng rồi, làm việc vì đam mê, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta đam mê cái công việc á, thì có khi là không cần tiền chúng ta cũng làm. Cho nên yếu tố động viên bên quản trị nguồn nhân lực đó là tính chất công việc, sự thăng tiến ha, và tiền, tức là hai cái này nó xếp vào hàng thứ yếu, nhưng mà tính chất công việc thì nó được đưa lên hàng đầu ha. Rõ ràng em công nhận với cô là em đi làm có thể tiền lương em cao á, nhưng mà công việc đó em không thích thì em làm không bao giờ đạt cái hiệu quả cao. Chúng ta chỉ ở một cái mức độ nhất định nào đó thôi, nhưng mà nếu như những công việc mà em thật sự yêu thích á, thì em thấy là bao giờ em cũng cố gắng để có thể là cái công việc chúng ta hoàn thành với cái hiệu quả tốt nhất ha. Rồi ok, đó là yếu tố động viên nha. Cái cuối cùng, vậy thì nếu như có sự thay đổi thì cái quản lý nhân sự á, có nghĩa là bây giờ tôi là cái người là chỉ dừng lại là sử dụng những cái gì tôi đang có nè, mà nếu như trong cái hoạt động doanh nghiệp của tôi có một cái sự thay đổi nào đó thì theo các em á, là mình có thích không? Mình có thích không các em? Nếu như có sự thay đổi á, thì các em có thích không? Các em chỉ muốn sử dụng những cái gì đang có thôi, nhưng mà bây giờ có sự thay đổi gì đó, có một cái yếu tố tác động gì đó đến cái hoạt động nhân lực của mình thì bắt buộc phải có thay đổi. Thì theo em có thích cái sự thay đổi đó không ạ? Hả các em có thích sự thay đổi đó không?
Thí dụ như hiện nay nè, em thấy là COVID nè, nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái hoạt động kinh doanh nhà hàng và khách sạn nè. Đúng chưa? Không, ừ, chắc chắn là không rồi, đúng không? Nhưng mà em biết không, là những cái người mà theo cái phương châm quản trị nguồn nhân lực, tức là tôi khai thác cái nguồn lực nhân sự á, thì tôi lại coi cái sự thay đổi đó là một thách thức. Và tôi sẽ đối đầu với cái thách thức đó. Đúng nào? Tôi làm sao đối đầu với cái thách thức đó và tôi tìm mọi cách để thích ứng đối với sự thay đổi. Hồi trước có bao giờ mà em nhìn thấy là nhà hàng của những khách sạn 4 sao, 5 sao bán thức ăn online không các em? Có bao giờ em nhìn thấy tình trạng đó không? Trước mùa dịch đó, trước khi mà có dịch đó, thì chúng ta có thấy tình trạng đó không? Là các nhà hàng 4 sao và 5 sao á, là bán thức ăn online và ship về tận nhà. Có không? Trước dịch có không? Dạ không cô ơi. Ừ, nhưng mà bây giờ có đó. Bây giờ có, mà cô thấy là một trong những cái nhà hàng tiên phong á, đó là Equatorial. Và em biết Equatorial á, là 4 sao, đúng không? À, nhưng mà hiện nay á, là nó phục vụ luôn. Nếu như em order là nó ship thức ăn tận nhà cho các em luôn. Ha, thì rõ ràng đó cũng là một cái sự thích ứng với cái đối mặt với lại COVID. Tại vì COVID bây giờ lây lan thì đâu, chỉ thực hiện chỉ thị 16 là không có đi đâu hết, ở nhà thôi. À, vậy thì bây giờ làm sao mà cái nguồn nhân lực á, nếu như cái tư duy của họ, cái đầu của họ mà có thể nghĩ ra được những cái để đối mặt với những cái thách thức đó thì chúng ta có thể vượt qua. Nhưng mà thí dụ trong điều kiện là chúng ta thấy thôi khó quá bỏ qua, thì điều đó có nghĩa là gì? Là chúng ta mới dừng lại ở quản lý những con người chúng ta đang có thôi ha. Thì đó là cái sự khác biệt giữa quản trị nhân sự và quản trị nguồn nhân lực. Nói tóm lại là em có thể thấy như thế này nè, giữa nhân sự và nhân lực á, nguồn nhân lực quản trị nhân sự là chúng ta khai thác những cái gì chúng ta đang có ở những con người mà chúng ta đang quản lý. À, nhưng quản trị nguồn nhân lực là chẳng những khai thác những gì chúng ta đang có, chúng ta khai thác luôn cái tiềm năng. Và thậm chí chúng ta không ngại cho cái việc đầu tư và phát triển những cái tiềm năng đó. Bên anh nhân sự, mỗi khi anh bỏ tiền ra, anh nghĩ đó là một khoản chi phí và anh tiếc lắm, tiếc hồi hụi, tôi đã phải làm sao lấy lại. Nhưng mà cái anh quản trị nguồn nhân lực, anh sẽ thấy là trời ơi, đây không phải là chi phí, mà đây tôi coi như là một cái sự đầu tư, và khi đầu tư thì tôi phải trong tương lai tôi sẽ lấy lại, mà cái việc lấy lại của tôi có thể đem lại cho tôi một cái lợi nhuận tốt hơn. Thì đó là sự khác biệt của nhân sự và quản trị nhân sự và quản trị nguồn nhân lực. Rồi các em đã nắm rõ sự khác biệt giữa quản trị nhân sự và quản trị nguồn nhân lực chưa ạ? Nắm rõ chưa các em ơi? Dạ rồi. Rồi, cảm ơn các em nha. Mỗi khi cô hỏi các em trả lời để cô không phải mình, thầy trò mình không có bị dừng lại nha. Rồi, ok. Tiếp tục nè. À, vậy thì bây giờ chúng ta đã hiểu được khái niệm về quản trị nhân sự và quản trị nguồn nhân lực rồi, thì chúng ta coi cái mục tiêu của quản trị nhân sự là gì. Và cô nhắc lại là trong cái điều kiện của chúng ta là chúng ta chỉ dừng lại là ở quản trị nhân sự thôi nha, chúng ta không có đi sâu vào cái phương thức quản trị, cái cách tiếp cận quản trị nguồn nhân lực nha các em. À, như vậy nếu như tôi khai thác những gì tôi đang có thì chắc chắn là gì, là mục tiêu của tôi là gì, những kỹ năng và cái khả năng của anh á, là tôi phải làm sao đảm bảo sử dụng một cách có hiệu quả và hiệu suất nhất ha. Hiệu quả và hiệu suất nha. À, và em biết là hiệu quả và hiệu suất, hai khái niệm này nó khác nhau. Tại vì cái hiệu suất á, là tôi so sánh cái kết quả đầu ra với cái chi phí mà tôi bỏ ra nha. Thí dụ như bây giờ là tôi chi phí tôi bỏ ra là 8, bây giờ cô cho con số nhỏ nhỏ thôi. Thí dụ như chi phí tôi bỏ ra là 80 triệu, nhưng mà cái kết quả của tôi đạt được là 120 triệu. Dạ, 120 triệu. Thì theo các em lúc đó là lợi nhuận của tôi là nhiêu vậy? Chi phí của mình là 80 triệu nha. Và bây giờ doanh thu của chúng ta là 120 triệu. Vậy lợi nhuận của chúng ta là bao nhiêu các em ơi? Lợi nhuận là nhiêu các em?
40 triệu cô. 40 triệu, rồi. Có nghĩa là chúng ta tăng được bao nhiêu phần trăm? Hả? Tăng được bao nhiêu phần trăm ạ? Là so với cái chi phí bỏ ra thì chúng ta đã đạt được cái 50%, hay nói khác hơn là cái hiệu suất của chúng ta là 50% ha. Rồi, nhưng cái hiệu quả là tôi so sánh giữa cái đầu ra và cái mục tiêu của tôi đặt ra. Thí dụ như tôi bỏ chi phí 80 và tôi đang mong rằng là tôi sẽ đạt doanh thu là 100 triệu. Có nghĩa là cái kỳ vọng của tôi á, là lợi nhuận là nhiêu? Chi phí 80 và tôi mong là tôi sẽ doanh thu của tôi là 100 triệu. Tức là tôi lợi nhuận của tôi đặt ra là nhiêu các em? Dạ, 20 triệu. 20 triệu, đúng không? 25%. Rồi, ok, 25%. Nhưng thực chất á, là tôi đạt được tới 120 triệu lần. Không à? Có nghĩa là cái hiệu quả của tôi là tăng 20%. Tăng 20%, hiệu suất là 50% nha. Nhưng cái hiệu quả là tôi so sánh 120 là cái thực tế của tôi đạt được so với cái mục tiêu tôi đặt ra là 100. Và như vậy là tôi có là 20%. Còn trong khi đó cái hiệu suất của tôi á, là cái năng suất của tôi á, là tôi bỏ ra 80 và tôi đạt được 120. Có nghĩa là năng suất tôi tăng được, hay nói khác hơn là cái hiệu suất tôi tăng được tới 50% lần. Nha. Thì rõ ràng cái mục tiêu của nhà quản trị là phải làm sao là tối đa hóa cái hiệu quả và hiệu suất, đúng nào, vừa đạt được hiệu suất vừa đạt được hiệu quả, quá tốt, đúng chưa em? Thì đó là cái mục tiêu đầu tiên. Cái thứ hai nè là nếu như vậy á, thì mình phải làm sao để giúp cho họ là có những cái kỹ năng kiến thức tốt nhất. Cho nên là em sẽ thấy là khi mà sau này em đi làm á, khi mà em bước chân vào làm á, thì người ta sẽ coi thử em liệu em có làm được việc liền hay không. Mà nếu như em không làm được việc liền á, thì người ta sẽ đào tạo em, đào tạo lại. Đúng nào? Thời gian đào tạo về chuyên môn. Tại vì sao? Tại vì như vậy em mới có khả năng em làm việc tốt, và đặc biệt là cái động lực làm việc của em cũng phải tốt. Rồi, cái thứ ba đó là tăng sự thỏa mãn của nhân viên đối với công việc và cái nhu cầu tự khẳng định mình. Các em ơi, các em còn nhớ cái nhu cầu thăng tiến của Abraham Maslow không? Còn nhớ nhu cầu thăng tiến của Abraham Maslow không? Nhớ không các em? Nhớ ha. Bây giờ cô muốn hỏi em nè, cái nhu cầu thăng tiến của Abraham Maslow á, thì cái nhu cầu thấp nhất của mình là nhu cầu gì vậy? Dạ, nhu cầu giơ tay thì cô mới ghi tên em được nha. Rồi cô mời Nguyễn Trương Mỹ Anh. Dạ, cái nhu cầu thấp nhất đó là nhu cầu về sinh lý đó, cô, ăn uống ngủ. Rồi, đúng rồi, đó là nhu cầu sinh lý, ăn ở mặc, đúng không? Ăn mặc ở, đúng không? Ăn uống có nơi ở ha. Rồi có đủ quần áo để chúng ta mặc, đúng chưa? Rồi ok. Nhưng cái nhu cầu cao nhất của con người lại là nhu cầu gì? Dạ, được khẳng định mình, được thể hiện bản thân. Đúng, chính xác là tự khẳng định mình, tự khẳng định bản thân. Thí dụ như nãy giờ là em Vân Anh, Thúy An, Mỹ Anh, Nhật Hoàng, Tuyết Như, Duy Phúc nè, không à, tất cả những em khi mà các em phát biểu á, thì thực sự ra là các em thể hiện cái muốn tự khẳng định cái năng lực của mình, đúng chưa? Và chắc chắn á, là sẽ được thừa nhận về cái năng lực đó, đúng chưa? Cho nên là khi mà tôi quản lý nhân sự, cô ghi nhận tên của các em để cô cộng điểm, là tại vì cô thừa nhận tất cả những cái gì mà em đã làm được. Và như vậy điều đó em cũng cảm thấy thỏa mãn, là tại vì tôi tôn trọng tất cả những cái kiến thức của em, cho dù nó có khiếm khuyết nhưng tôi cũng ghi nhận. Và đó chính là một trong những mục tiêu của quản trị nhân sự. Và đương nhiên cái mục tiêu cuối cùng của chúng ta đó là gì? Là chúng ta phải tuân thủ theo đúng luật pháp và đạo đức về sử dụng lao động, đúng nào? Chúng ta không thể nào mà sử dụng mà trẻ còn quá nhỏ, chúng ta không thể sử dụng, trừ trường hợp là cái người mà đứng ra bảo lãnh cho cái em đó đứng bảo hộ á,
không ạ? Là có cái hợp đồng và có một cái thỏa thuận như như thế nào. Rồi chúng ta cũng phải đảm bảo đúng cái đạo đức của người lao động nha. Ok, thì nó có những cái điều kiện ràng buộc mà chúng ta bắt buộc là phải thực hiện. Thì đó là bốn cái mục tiêu của quản trị nhân sự. Trên cơ sở các cái mục tiêu về quản trị nhân sự thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng quản trị nhân sự nó đóng một vai trò rất là quan trọng. Và cái vai trò đầu tiên đó là gì? Con người á, là một trong những lợi thế cạnh tranh mà không ai có thể thực hiện được hết. Lợi thế cạnh tranh tốt nhất nha. Tất nhiên là nếu em có tiền, nó cũng là một lợi thế cạnh tranh. Cơ sở vật chất em tốt, nó cũng là một cái lợi thế cạnh tranh. Nhưng mà con người mà giỏi á, thì cái lợi thế cạnh tranh nó càng cao hơn, đúng không? Bill Gates sẽ nói rằng là tôi giàu là nhờ tôi sử dụng những người giỏi hơn tôi mà, phải không ạ? Rồi Tôn Tử Binh Pháp nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà, đúng chưa? Nếu như mà chúng ta có một cái sự so sánh và chúng ta biết là chúng ta đang ở đâu, chúng ta đang làm gì, thì tất cả những cái đó là đều giúp cho chúng ta có thể là thực hiện tốt cái công việc của mình. Ủa Mỹ Anh giơ tay. Dạ cô cho em xem lại cái slide trước để em chụp màn hình lại cái cô. Trời đất ơi, nhanh nhanh nha, chứ không thôi tại vì mình chỉ có 1 tiếng rưỡi thôi. Dạ xong rồi cô. Rồi cảm ơn Mỹ Anh nha. Dạ. Rồi ok, và như vậy thì chúng ta sẽ thực sự ra là các em biết là quản trị nhân sự cũng như quản trị nguồn nhân lực á, cái điểm khác biệt cơ bản nhất á, đó là gì? Là và đồng thời cái điểm khác biệt giữa cái nguồn lực nhân sự với nhân lực với lại tài lực vật lực á, là ở chỗ là gì? Là nguồn nhân lực của chúng ta không bắt chước được mà cũng không có sao chép được. Vốn thì chúng ta vay vốn, ví dụ anh có 1 triệu thì tôi cũng có thể vay 1 triệu. Còn anh mua cái máy A thì tôi cũng có thể mua cái máy A, anh mua máy B tôi cũng có thể mua máy B y chang như anh vậy đó, đúng nào? Nhưng mà con người thì không thể các em ạ. Con là con người, A là A, B là B, Mỹ Anh là Mỹ Anh, Vân Anh là Vân Anh, đúng nào? Thúy An là Thúy An, không có ai giống ai hết, đúng chưa? Cái nguồn lực này là không có sao chép được, cũng không có bắt chước được, và chính cái nguồn lực này nó sẽ nâng cao cái lợi thế cạnh tranh của chúng ta. Rồi cái thứ hai là rõ ràng trong điều kiện thay đổi về môi trường thì cái quản lý nhân sự nó cũng giúp cho chúng ta tăng cái khả năng thích ứng của doanh nghiệp đối với sự thay đổi của môi trường trong việc tuyển chọn sắp xếp. Thí dụ như em có nghĩ rằng là trong giai đoạn hiện nay là chúng ta sẽ tăng cường việc tuyển dụng nhân viên vào các nhà hàng và khách sạn không các em? Có tăng cường không? Hả? Dạ không. Dạ không, đúng không? Tại vì hiện nay là cái hoạt động của chúng ta là bị tạm dừng hết mà, đúng chưa? Cho nên nếu như quản lý nhân sự mà không tốt á, là em tuyển vô là coi như là em nuôi quân, là em chỉ có từ lỗ chí lỗ thôi, không từ lỗ chí lỗ. Thực sự ra là hiện nay á, là vẫn có một cái là người ta vẫn đang thực hiện, tức là ta tranh thủ cái thời gian này nè, thì những người nào mà có khả năng khai thác cái tiềm năng á, thì họ cho đi học, không họ cho đi học, và những cái khóa đó cũng là những cái khóa học online thôi. Nhưng mà rõ ràng là bây giờ nếu mà tuyển vô á, trời bây giờ người ta còn cho nghỉ mà các em, nghỉ không ăn lương nè, nghỉ 50% nè, nghỉ ăn 75% nè, đúng chưa? Còn à, cho nên nếu mà tuyển vô thì làm sao mà tôi có thể là cái tôi sẽ lãng phí cái quỹ lương, tại vì tôi không có tạo ra được cái doanh thu mà cái quỹ lương của tôi nhiều hơn sao được, đúng chưa? Cho nên là nó sẽ tăng cái khả năng quản lý nhân sự, sẽ giúp cho mình tăng cái khả năng thích ứng của doanh nghiệp với sự thay đổi của môi trường thông qua cái chuyện gì? Thông qua việc tuyển chọn nè, sắp xếp cái nhân sự như thế nào nè, thông qua việc đào tạo nè, không, tôi có thể tận dụng cái này để đào tạo, thông qua việc điều động nhân sự trong tổ chức để đạt được hiệu quả tối ưu. Và tất nhiên em quản lý nhân sự mà tốt thì nó sẽ giúp cho nhà quản lý tạo được cái động lực cho người nhân viên, ha, tạo động lực cho người nhân viên, đúng chưa? Cô nói thí dụ như thế này nè, bây giờ em thấy là bây giờ nhà hàng đóng cửa,
khách sạn cũng là thu hẹp lại, thiệt ra nhà hàng và khách sạn là nó thu hẹp lại cái hoạt động đến mức gần như là zero, đúng chưa ạ? À, vậy thì bây giờ làm sao mà tạo động lực cho người nhân viên? Trời ơi, nhân viên còn phải là chia ca nhau nghỉ, rồi thậm chí là nghỉ không ăn lương, đúng chưa? À, nhưng mà bây giờ làm sao tạo động lực? Nếu mà nghỉ mà không ăn lương thì chắc chắn là người ta sẽ chán, đúng nào? À, cho nên có khả năng là gì? Anh nghỉ đi nhưng mà tôi sẽ cho anh cái lương tối thiểu, hoặc là anh nghỉ đi, anh làm sẽ giảm ca làm việc và anh sẽ thay phiên nhau làm việc, và tôi cho anh là hưởng 50% cái phần lương, thì ít ra là người ta cũng cảm thấy là có một cái khoản thu nhập tối thiểu nào đó để người ta còn có thể là thực hiện được, còn có thể là tồn tại, đúng nào, đảm bảo được cái nhu cầu sinh lý, đúng không em? Và như vậy thì thực tế tôi nói là trong cái điều kiện là của chúng ta là hiện nay đó, cái điều kiện mà chúng ta thấy là nó gần như nó không phải màu hồng mà nó đen thui thui lùi á, thì chúng ta cũng cho người ta một cái nhen nhóm như vậy. Còn trong điều kiện cái đơn vị của chúng ta hoạt động tốt, tức là bây giờ cái COVID nó bị đẩy lùi rồi, thì quản lý nhân sự mà tốt á, thì chắc chắn là cũng tạo được động lực. Thí dụ như tôi có một cái chính sách lương gì đó, không à? À, một chính sách thưởng, thì chắc chắn là nó sẽ làm cho người nhân viên cảm thấy là thích thú, và như vậy họ sẽ nâng cao cái chất lượng thực hiện công việc nhiều hơn, không? À, để có thể thực hiện được cái đạt được cái tiêu chuẩn thi đua đó, thì tôi cố gắng nâng cao chất lượng thực hiện công việc và tôi nâng cao được cái hiệu quả của tổ chức, đúng không ạ? Cho nên các bạn thấy quản lý nhân sự nó quan trọng lắm. Và ở đây á, cô giúp cho các em nhớ một điều như thế này nè. Khi các em học quản lý nhân sự thì em nhớ dùm cho cô như thế này thôi nha. Quên cái gì cũng được, nhưng mà riêng cái này là không có quên nha. Và sau này mình đi làm mình cũng theo như vậy thôi ha. Nhiệm vụ cơ bản của quản trị nhân sự là gì? Là em phải thực hiện được 3 cái đúng nha. Nhiệm vụ cơ bản của quản trị nhân sự là thực hiện được 3 cái đúng nha các em. Thứ nhất là chọn đúng người. Chọn đúng người nha. Thứ hai là bố trí vào đúng việc. Rồi, được chưa? Và thứ ba đó là sử dụng đúng thời điểm. Như vậy, đúng người, đúng việc, đúng thời điểm là nhiệm vụ cơ bản nhất của quản trị nhân sự. À, em làm gì thì làm, nhưng mà em phải làm được 3 cái điều đó. Rồi, ok. À, nắm rõ chưa các em? Không à? À, vậy thì như vậy là chúng ta đã, em thấy không? Mình có 5 phần mà coi như mình đã đi 3 phần rồi đó. Đúng không? Mình đã đi 3 phần. Vậy thì bây giờ có một phần nữa. Ủa vậy nhân sự nó là khoa học hay là nó nghệ thuật? Đúng chưa? À, như vậy thì xin mời các em bước vào cái nội dung thứ tư. Tính khoa học và nghệ thuật của quản trị nhân sự. Và theo các em là quản trị nhân sự là khoa học hay là nghệ thuật các em? Hả? Theo em quản trị nhân sự là khoa học hay nghệ thuật? Rồi cô mời bạn Trần Thị Thúy An. Cô mời Trần Thị Thúy An. Dạ thưa cô, là cả hai. À, lý do tại sao em? Tính khoa dạ, học cô được thể hiện ở chỗ nào? Dạ thưa cô, là thể hiện ở là khoa học thì nó sẽ hệ thống lại kiến thức và các phương pháp được đúc kết từ kinh nghiệm nó trải qua của người quản lý thực tế. Cô là người đó có kinh nghiệm. Trời ơi, em đọc giống y trong cái slide của cô, hay thiệt luôn. Rồi ok, cái tính khoa học nó sẽ được thể hiện ở chỗ là cái gì mà em học được đó là khoa học, đúng chưa? Cái gì mà em học được nó là khoa học nha các em. Ok, cho nên em thấy là em sẽ học được cái gì? Em sẽ học được hết tất cả những cái kiến thức có liên quan đến quản trị nhân sự. Em học xong rồi em mới biết là à, hóa ra quản trị nhân sự và quản trị nguồn nhân lực nó khác nhau, chứ nó không có giống nhau, đúng nào? Và em cũng sẽ học được là sau này em sẽ học được cái cách xây dựng bản mô tả công việc như thế nào, cách xây dựng bản tiêu chuẩn công việc, rồi cái cách xác định nhu cầu ra sao, rồi cái cách tính tiền lương như thế nào ha, rồi tính bảo hiểm vân vân, và tất cả những cái đó mình học được. À, như vậy thì cái tính khoa học là nó sẽ được thể hiện ở cái hệ thống các kiến thức, nguyên tắc,
và cái phương pháp khoa học được đúc kết và kiểm nghiệm qua thực tế, đúng chưa? Nhưng mà cái tính nghệ thuật được thể hiện ở chỗ nào cô? Xin mời một bạn khác. Xin mời một bạn khác nha. Rồi, bạn nào cho cô biết tính nghệ thuật của quản trị nhân sự được thể hiện ở chỗ nào đây ạ? Rồi, ok. Cô mời bạn Thành Trí. Dạ, cô, em tính nghệ thuật là linh hoạt ở cái phương pháp kỹ thuật dùng người. Rồi, ok. Để áp dụng vào thực tế. Rồi. À, em có thấy là thực sự ra là khi chúng ta sử dụng người á Trí, theo em là dễ hay khó? Cô theo em là chắc là khó. Chắc là khó. Nè, thì bây giờ em cứ kiểm nghiệm là cái quá trình em chơi bạn em á, em chơi với bạn á, không à, và để trở thành một người bạn tốt, một người bạn tri kỷ với em á, không à, à thì em thấy nó có dễ không? Một người bạn nào mà mình thấy người đó sẽ trở thành tri kỷ với mình này, theo em có dễ không em? Trí ơi, dễ không em? Dạ, theo em là khó cô. Khó không à? Hôm nay nó ngủ, nó quên học. Ai? Ai ngủ mà quên học rồi? Ai Trí ơi? Hình như nó quên giờ vô luôn rồi cô ơi. Đứa nào? Trí là hay đi chung với ai ta? Trí hay đi chung với bạn nào cô quên rồi? Hậu cô. Hậu. Ừ. Hậu nè. Nó bận gì em nhắn tin không được. Phương Vinh nữa phải không? Dạ nhưng mà Phương Vinh là bên lớp bên kia coi. À Phương Vinh là lớp khác. Rồi cái bạn gì mà hay ngồi kế bên Phương Vinh á? Tường cô. Ừ, cùng họ với cô á. Là lớp nào? Nó học bên 33 á cô. À là bên 33, 33 là 33 là học rồi, chờ 33 là nó học gần xong luôn rồi đó. 33 là nó ở bên B5, 33 là nó bên nhóm 30 33. Hậu nó quên rồi hả? Em không biết nữa, em nhắn tin nó không được. Rồi có ok. Có gì có em đặt em điện em nhắn nó cho cô. Rồi rồi rồi, cảm ơn em. Thực tế các em thấy là mình chơi bạn rất là nhiều đúng không? Nhưng mà hiểu bạn hay không thì nó đâu có phải là chuyện dễ đâu. Đúng chưa ạ? Không. Cho nên á, mình chơi một người bạn mà mình, cái người bạn đó, mình khai thác cái người bạn đó như thế nào. Thí dụ sau này em làm sếp và bạn em là trở thành nhân viên của em thì nó rất là khó. Tại vì nó là bạn mình. Nhưng mà bây giờ mình khai thác như thế nào? Nó là bạn mình nhưng mà đồng thời nó cũng là nhân viên của mình. Nếu như mà mình coi nó giống như là một người nhân viên bình thường là nó giận. Nhưng mà nếu như mình coi nó là bạn á, thì có khi á, là nó xem nó mình kêu nó làm cái gì nó không có chịu làm. Đúng chưa ạ? Cho nên rõ ràng là nó thiệt ra vấn đề sử dụng con người nó khó lắm các em. Không ạ? À, tiền á, thì nó còn dễ. Không ạ? À, mình còn tính toán được. Rồi vật dụng á, hư á, mình còn có thể sửa được. Chứ con người hư á, thì thiệt ra sửa vẫn được. Nhưng nó cần một cái khoảng thời gian dài ớ là dài. Chúng ta không thể là một sớm một chiều sửa được cái tính. Thí dụ như bây giờ Hậu chẳng hạn, cái tính của nó là ù ớ dí dầu cũng vậy rồi. Nó quen rồi. Và bây giờ nếu mà em sửa cũng được đó, nhưng mà nó rất là lâu. Đúng chưa? Không? Thì như vậy chúng ta thấy cái tính nghệ thuật thể hiện ở chỗ là cách thức vận dụng linh hoạt kiến thức, phương pháp, kỹ năng quản trị nguồn nhân lực như thế nào vào thực tế. Rõ ràng cái chuyện này nó không phải là chuyện dễ. À, và ở đây chúng ta nếu như, tại vì thường thường á, cái nghệ thuật, các em nghệ thuật có học được không ta? Nghệ thuật học được không các em ơi? Mỹ Anh ơi, dạ, nghệ được. Thuật học được không? Dạ được. À, học được thông qua gì vậy? Dạ thông qua những cái lần mà mình áp dụng kiến thức của mình vô. Tức là em thông qua việc em tích lũy kinh nghiệm đúng không? Dạ đúng rồi, dạ, rồi. Đúng rồi. À, vậy em có nghĩ là em cũng học được cái nghệ thuật từ cô không các em? Không em? Dạ có. Không? Có chứ, dạ. Tại vì cô sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm về cuộc sống như thế nào, về vấn đề sử dụng con người như thế nào, đúng chưa? À, nhưng mà nếu như bản năng em có tính nghệ thuật càng tốt,
đúng chưa? À, và rõ ràng là cái tính nghệ thuật á, là nó rất là, nó sẽ giúp cho các em là thành công. À, nhưng nếu như chỉ dựa trên nghệ thuật, dựa trên cái bản năng của em, dựa trên kinh nghiệm của em, mà em hoàn toàn rỗng tuếch về kiến thức, em rỗng tuếch về các cái cơ sở lý luận để làm nền tảng cho những cái phần nhận định của em dựa trên bản năng có thể phát triển được, thì thực sự là sự thành công nó cũng không có cao. Cho nên trong thực tế bắt buộc mình phải có sự kết hợp cả hai, kết hợp cả hai nha. Quản trị nhân sự nó vừa có tính khoa học và nó vừa có tính nghệ thuật. Tính khoa học ở chỗ em phải vận dụng toàn bộ những cái kiến thức mà mình có được, những cái nguyên tắc, những cái phương pháp khoa học để chúng ta phân tích xử lý các vấn đề. Và nghệ thuật ở chỗ là chúng ta vận dụng một cách linh hoạt tất cả những cái phương pháp đó. Các em sẽ thấy là đối với con người á, là em ở nhà hàng A là nói nhà hàng A, mà em qua nhà hàng B, em B nguyên si cái nhà hàng A qua nhà hàng B, không có được. Tại vì cái con người khác nhau, môi trường khác nhau, điều kiện tâm lý khác nhau, vân vân. Rồi, đó là cái tính khoa học và nghệ thuật của quản trị nhân sự. Và tất nhiên là em thấy và nó có liên quan đến con người mà. Cho nên cái tính nghệ thuật này nó rất là quan trọng nha các em. Ok. Nhưng nó không phải là cái điều kiện tiên quyết để quyết định sự thành bại, mà nó phải dựa trên cái cơ sở khoa học. Rồi, ok. Vậy thì bây giờ một phần nữa, cái phần chót của cái buổi hôm nay, đó là chúng ta sẽ ôn lại một chút về cái sự phát triển của hệ thống quản trị, và đặc biệt là quản trị nhân sự. Chúng ta sẽ bước qua cái phần thứ năm, đó là các học thuyết của quản trị nhân sự. Và cô đang muốn hỏi các em nè, khi em học về quản trị học á, thì em nhớ là chúng ta có một cái, cũng trong cái bài đầu á, thì nó có một cái phần là hệ thống các lý thuyết về quản trị, đúng chưa? Vậy thì bây giờ một câu hỏi cô đặt ra cho các em nè. Theo em, cái người mà được xem là ông tổ của quản trị là ai? Các em còn nhớ không? Các em còn nhớ ai là người được xem là ông tổ của quản trị không các em? Rồi, im lặng là có vậy. Rồi, cô mời Nguyễn Thị Phương Thảo, N31. Theo cô là ông chuyên gia tư vấn quản trị Drucker. Em muốn nói ông Peter Drucker phải không? Dạ đúng rồi cô. Trời ơi, Peter Drucker mà nói thành Drucker. Không phải Peter Drucker. Thiệt ra là Peter Drucker là một cái chuyên gia, nhưng mà thực sự là cái ông đó là hình thành mới đây thôi. Còn cái người mà được xem là ông tổ của quản trị á, là Frederick Winslow Taylor. Các em còn nhớ ông Frederick Winslow Taylor không ạ? Nghe cái tên quen không các em? Dạ quen. Quen hả? Đây nè, cái tên ổng nè. Nhìn thấy chưa? Frederick Winslow Taylor nè. Rồi, ok. Cái ông này được xem là ông tổ của quản trị, đồng thời cũng được xem là ông tổ của quản trị nhân sự luôn á. Thì Frederick Winslow Taylor đó, phong sinh 1856 và chết năm 1915, nhưng mà năm 1911 á, thì ông đưa ra một cái hệ thống lý thuyết mà rất là nổi tiếng, mà cô nói cho đến bây giờ người ta vẫn vận dụng vào trong thực tế, đó là quản trị trên cơ sở khoa học. Thì ông này ông chia nhỏ các công việc ra và ông yêu cầu tất cả mọi người phải thực hiện cái công việc đó, rồi ông đo thời gian ha. Và cái quản trị trên cơ sở khoa học của Frederick Winslow Taylor á, là chỉ nhắm đến công việc thôi, mục tiêu công việc là hàng đầu chứ không phải là con người. Tức là con người buộc phải thực hiện tất cả những cái công việc đó, và nếu như mà anh thực hiện không được á, thì anh sẽ bị trừng phạt nha. Ok. Và đồng thời với lại ông Frederick Winslow Taylor, chúng ta thấy cái nhân vật thứ hai là Henry Fayol. Rồi, có nhìn thấy cái tên Henry Fayol chưa? Nhớ ghi mấy cái tên này nha các em. Các em nhớ ghi những cái tên này nha.
Tại nhiều khi là trắc nghiệm là hỏi những cái câu mà có liên quan đến những cái ông này á, thì chúng ta nhớ thì Henry Fayol, nếu như cái ông Frederick Winslow Taylor á, là ông đưa ra cái phương pháp là quản trị trên cơ sở khoa học, thì ông Henry Fayol lại quản trị theo cái bàn giấy gọi là bureaucracy management. Bởi vì ông này ông làm việc ở phòng chức năng và ông ta đưa ra cái hệ thống quản lý chức năng, và ông ta đưa ra 14 nguyên tắc quản lý. Cái nổi cộm của ông này là 14 nguyên tắc quản lý. Nhưng cả hai ông này đều nhắm đến là gì? Là công việc thôi, chứ không có quan tâm đến con người. Tức là năng suất là lên cao nhất, là coi như ok. Và cả hai được xếp vào trong hệ thống quản trị cổ điển nha các em. Có nghĩa là hệ thống quản trị cổ điển là chúng ta có quản trị trên cơ sở khoa học là của Frederick Winslow Taylor, rồi quản trị theo kiểu là hành chính giấy tờ, quan liêu giấy tờ ha, bằng giấy, bureaucracy management á, là ông Henry Fayol đưa ra 14 nguyên tắc quản lý nha. Nhưng đến năm 1930 á, thì chúng ta lại thấy có một nhân vật nữa tên là Elton Mayer. Rồi nhìn thấy cái tên Elton Mayer chưa? Là năm 1930 á, thì cái ông này ông thấy rằng là khi mà chúng ta, con người chúng ta hoạt động á, là nó còn tùy thuộc vào tâm lý nữa, đúng không? Cái tâm lý của chúng ta vui á, là chúng ta sẽ làm rất là tốt, mà cái tâm lý của chúng ta mà không vui á, là coi như người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, là chúng ta không muốn làm cái gì cả, đúng không ạ? Cho nên Elton Mayer đưa ra cái trường phái quản lý trên cơ sở tâm lý và hành vi con người ha. Đó là cái hệ thống thứ hai, và ông này bắt đầu có nghiên cứu đến con người. Và đến năm 1960 thì chúng ta thấy có cái nhân vật thứ ba, đó là Douglas MacGregor. Thực ra là cùng năm, khoảng năm 1942, chúng ta còn có một nhân vật nữa, đó là Abraham Maslow, mà nãy các bạn cũng nói về cái nhu cầu thăng tiến của Abraham Maslow á, thì cả hai ông này đều thấy rằng là thực tế là khi mà chúng ta làm một cái công việc gì đó thì nó sẽ phụ thuộc vào cái trạng thái tâm lý của con người. Và thực sự ra là mỗi một người nó có cái tính cách khác nhau. Thì ông Douglas MacGregor này, ông làm việc tại cái viện cái này gọi là Massachusetts Institute of Technology, tức là Học viện Kỹ thuật Massachusetts. Thì cái học viện này á, mỗi một khoa của nó là một cái college. Thì nó có một cái Business Administration College, gọi là trường quản trị Sloan. Thì ông Douglas MacGregor, ông thấy rằng là thực tế là có hai dạng người ngược nhau 180. Có hai dạng người ngược nhau 180 nha các em. Và em nhìn thấy ở đây cô có một cái hình vẽ, không ạ? Đây là ông Douglas MacGregor nè, sinh 1906 và chết năm 1964 nè. Ha. Và ông này, cái thuyết X mà tiêu biểu sẽ là Frederick Winslow Taylor, Henry Fayol này kia đó, kể cả Henry Ford cũng xếp vào loại này luôn. I'm lazy, ha, tôi lười biếng. Và chúng ta có cái Y, đó là I love my job, tôi yêu cái công việc của tôi. Ha. Vậy thì bây giờ để có thể là biết được là trạng thái tâm lý của các em như thế nào á, thì cô có một cái test nhỏ. Các em chỉ việc là ghi đúng hay là sai thôi nha. Và sau đó thì cô sẽ phân tích để cho các em thấy nha các em ha. Rồi các em đã sẵn sàng nghe cái câu của cô, câu hỏi của cô chưa? Nếu em thấy đúng thì em ghi chữ đúng, nếu em thấy sai thì em ghi chữ sai nha. Có 4 câu thôi à. Thiệt ra nó nhiều lắm, nhưng mà thôi cô chọn 4 câu, với cái điều kiện chúng ta học online như thế này thì nó cũng không có thể là nhiều lắm. Rồi các em đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng chưa các em ơi? Dạ rồi. Dạ rồi cô ơi. Rồi cô. Nhớ ghi nha, rồi hồi cô phân tích cái trạng thái tâm lý của các em. Rồi bây giờ câu số 1 nè. Theo em, bản chất con người là lười biếng, đúng hay sai? Cứ việc ghi ha, em nào thấy đúng thì ghi đúng, em nào thấy sai ghi sai. Rồi xong chưa? Câu số 2 nha. Câu số 2, 4 câu lận.
Như Huỳnh là nó đã lo nó trả lời câu một đúng rồi. Ok, như Huỳnh là ghi ghi lại đi, còn ba câu nữa thì cô mới phân tích được nha. Rồi câu số 2 nè, bạn sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới với tất cả lòng nhiệt thành nha. Câu số 2 là bạn sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới với tất cả lòng nhiệt thành, đúng hay sai nha. Rồi câu số 3 nè, mục đích đi làm của em là để kiếm tiền. Mục đích đi làm của em là để kiếm tiền. Nếu em thấy đúng thì ghi đúng, em thấy sai thì ghi sai. Rồi tiếp tục nha. Bạn sẵn sàng, em sẵn sàng chia sẻ với những người gặp hoàn cảnh khó khăn, dịch bệnh, khó khăn, lũ lụt, thiên tai, dịch bệnh, vân vân và vân vân. Nếu em thấy đúng thì ghi đúng, em thấy sai ghi sai. Rồi chưa? Rồi tiếp tục nữa này nha. Bây giờ câu số 1 á, theo em bản chất con người là lười biếng á, nếu mà em nào mà đúng á thì em ghi chữ X, còn em nào nói sai á thì em ghi chữ Y dùm cho cô. Rồi ha. Rồi, tiếp theo nè, câu số 2 nè, em sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới với tất cả lòng nhiệt thành, nếu em nào mà ghi đúng á thì ghi chữ Y, còn em nào mà sai thì ghi chữ X. Rồi chưa? Câu thứ 3 nha. Mục đích đi làm của em là để kiếm tiền, em nào đúng thì ghi chữ X, em nào sai thì ghi chữ Y. Rồi câu số 4 nha. Em sẵn sàng chia sẻ với những người gặp hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, vân vân và vân vân. Em nào đúng thì ghi chữ Y, em nào sai thì ghi chữ X. Rồi, bây giờ tổng hợp lại em cho cô biết là em bao nhiêu X và bao nhiêu Y. Rồi, bây giờ cô phân tích thử nha. Em bé My nè, bé My là 3Y và 1X. Trí là 3X, 1Y. Trí ngược lại với bé My. Rồi, Nhật Hoàng là 3X, 1Y là giống như Trí nè. Rồi, ok. Rồi. Ôi trời, 3x 1y quá trời nhiều luôn. Nhưng mà cũng có bạn là xy bằng nhau ha, xy bằng nhau. Để cô coi coi. Rồi từ từ ha. Cô ơi, cô nói lại cái câu đầu tiên. Cô nói câu... cái câu đầu tiên là câu x câu y. Câu đầu tiên không? Câu đầu tiên á, theo em bản chất con người là lười biếng, đúng hay sai? Em nào mà nói đúng là X, em nào nói sai là Y. Dạ. Rồi được chưa? Bây giờ cô phân tích nha, tại vì ở đây cô nhìn thấy á, có những em á là X Y bằng nhau, tại mình có bốn câu mà, không à? Thí dụ như là Vân Anh nè, rồi này là ai đây ta? Vân Anh nè ha. Rồi có nhiều người là xy bằng nhau lắm, nhưng mà thí dụ như là bạn trời ơi, bạn nào đây, bạn N36, bạn này là 4y luôn á. Bạn Phạm gì đây ta? Em ơi, em 36 mà 4y á, là em là tên gì vậy em? Em tên gì vậy em ơi? Dạ Hồng Phương cô. Phạm Hồng Phương tới 4y luôn nè. Trời ơi tuyệt vời quá. Trời hiếm hoi lắm nha. Tôi cũng không có được 4y đâu em. Rồi ok. Có em thì bé My là 3y 1x, Thành Trí là 3x 1y. Rồi rất rất là nhiều 3y 1x, 3x 1y. Rồi 3x 1y quá trời vậy ta. Rồi ok. Rồi xy bằng nhau. Rồi ok. Rất là nhiều. Rồi bây giờ các em nghe cô phân tích này nha. Bây giờ em nào mà x nhiều hơn y á nha, x nhiều hơn y á nha các em. Cũng may là trong cái con người của em nó có 25% là tốt á. Không à? Nhưng mà 75% còn lại á là thực sự ra là em lười. Nha, em lười, cho nên nếu mà quản lý em á, là phải khéo thì mới khai thác được em, chứ còn nếu mà không khéo á, là không khai thác được em
ha. Thì thực sự ra là nếu như em đi làm á, là ông sếp á, là ông phải cương quyết với em thì lúc đó em mới làm tốt cái công việc. Còn nếu như mà ông sếp á, nào mà hiền á, là em sẽ qua mặt cái ông sếp đó liền nha. Ok. Đó là những cái bạn mà X nhiều hơn Y đó nha. Tức là thực sự ra con người của em á, là cái khả năng mà lười á, tức là bị cuốn hút bởi những cái việc mà nó không, nó khiến cho em không tập trung vào công việc nó nhiều hơn, nó nhiều hơn nha. Thì cái đó là 3X 1Y nha các em. Rồi ok. Còn bây giờ á, là nếu những bạn nào á, mà Y hết hoặc là 3Y nhiều nhiều hơn á, 3Y 1X á, thì những bạn này á, là nó cái phần mà lười á, lâu lâu cũng lười, nhưng mà thực sự ra là em cũng sợ. Có nghĩa là em sẽ sợ về cái nguyên tắc, em sợ về cái chuyện mà chúng ta sẽ bị phê bình rồi này kia đó. Cho nên là em cố gắng em làm tốt cái công việc của mình nha. Em cố gắng làm tốt công việc của mình. Và tôi đề nghị là những em này là phải phát huy, không, phát huy những cái tốt. Mà em biết không, mình đã làm tốt rồi á, thì khi mà mình làm một cái điều xấu mình khó chịu lắm. Nó giống như là bây giờ em đi học đúng giờ quen rồi, thì một bữa nào đó em đi học trễ giờ em khó chịu lắm. Thì em cố gắng là chúng ta đừng có để cho dính vô cái chuyện mà đi học trễ giờ. Tại trễ giờ lần thứ nhất á, thì em ngại trễ giờ lần thứ hai, ít ngại trễ giờ lần thứ ba, là coi như em không có ngại luôn. Và như vậy là em sẽ tiếp tục là trễ giờ ha. Còn mấy bạn mà X nhiều hơn Y á, là dân chơi bất cần thân thể đó, không à? À, nhưng mà dù sao đi nữa, có một Y là có nghĩa là nó vẫn có những cái điểm tốt. Nếu như mà cái người quản lý em, cái người sếp của em mà biết 2 tháng á, thì em cũng có thể là sẽ thực hiện công việc rất là tốt, khai thác đúng cái tiềm năng là em rất là tốt. Nhưng mà bây giờ những người X và Y bằng nhau nè, trời ơi, mấy bạn mà X và Y bằng nhau cái này nó mệt lắm nha. Tại vì á, thí dụ như những cái bạn X nhiều hơn Y hoặc là Y nhiều hơn X á, là nó thuộc về cái loại người nào á, thì nó thể hiện khá là rõ. Nhưng mà những cái bạn mà X và Y bằng nhau đó, là coi như là em đứng giữa hai làn nước á. Còn em là màu xám á, đen không đen, trắng không trắng. Cho nên cái này nó tùy thuộc vào cái môi trường. Thí dụ em vô em làm việc trong một cái môi trường cực kỳ nghiêm túc, và cái người sếp của em là họ hỗ trợ em rất là nhiều, rồi những người bạn chung quanh em là họ cũng sẽ hỗ trợ em, và họ rất là tốt và họ cực kỳ nghiêm túc trong công việc, thì ngay lập tức em cũng sẽ trở thành một người tốt. Nhưng nếu mà em xui, em đi vô cũng như em chơi bạn cũng vậy, em chơi với những người bạn mà những người bạn đó tốt, họ rất là cởi mở, họ rất là thoải mái, và đồng thời họ nghiêm túc trong công việc, tức là chơi ra chơi, làm ra làm á, thì em cũng sẽ là như vậy. Nhưng nếu như em chơi với những người bạn mà những người bạn đó là trời ơi lười ơi là lười, làm biếng ơi là làm biếng, là em cũng sẽ bị cuốn hút theo luôn nha. Cho nên khi đi làm việc á, mà em xui mà em vô trong một cái tổ mà cái tổ đó là toàn là nói xấu lãnh đạo, toàn là chỉ mũi dùi cho người này với người kia mà không thèm chú ý là làm sao cho công việc của mình tốt nhất, là em cũng sẽ bị cuốn hút theo. Cho nên cái loại mà X và Y bằng nhau á, là cực kỳ nguy hiểm. Cho nên là cô cũng mong rằng là em sẽ tự xác định lại là dù sao đi nữa Y nó nhiều hơn X nó vẫn tốt hơn nha các em ha, vẫn tốt hơn. Và trong cái công việc đó, nó sẽ giúp cho các em là có thể là thăng tiến tốt hơn nha. Còn nếu mà X mà nhiều hơn Y là cô đảm bảo với các em á, là em sẽ bị quản lý chặt lắm đó, không? Vậy thì đó là cái cô phân tích một vài cái khía cạnh giữa X và Y để cho thấy là cái trạng thái tâm lý của các em như thế nào. Thì X và Y nó có một cái sự khác biệt như thế này. Cái thuyết X á, thì nhớ là cái người tiêu biểu cho X đó là Frederick Winslow Taylor và Henry Fayol nha. Còn tiêu biểu cho thuyết Y đó là Douglas McGregor. Thì cái thuyết X á, cho rằng bản chất con người là lười biếng, mà mấy người lười thì đương nhiên là trốn trách nhiệm rồi, đúng không? Trốn trách nhiệm và không có đáng tin cậy. Nhưng mà bên cái anh Y á, thì anh ngược lại, mấy anh này chăm chỉ, thích nhận thêm công việc. Cái người chăm chỉ là người ta là luôn luôn em thấy là cái
cốt lõi của thuyết X là gì? Bản chất con người là lười biếng và trốn trách nhiệm ha. À, trốn trách nhiệm, à, không có muốn nhận thêm cái trách nhiệm. Nhưng cái cốt lõi của thuyết Y là gì? Mỗi người đều muốn thấy mình có ích và được tôn trọng trong một cái tập thể, đúng không ạ? Ai cũng muốn tự khẳng định mình. Cho nên là em thấy là bên Y thì cái quan điểm về cái người lao động là gì? Là đây là người chăm chỉ, thích nhận thêm công việc và đáng tin cậy ha. Nhưng mà nếu như mà anh làm biến thì đương nhiên là tôi phải bắt buộc làm việc rồi. Nên người ta dùng một cái phương pháp gọi là cây gậy và củ cà rốt đó các em. Cây gậy và củ cà rốt, có nghĩa là em làm tốt thì tôi cho củ cà rốt, tức là khen thưởng. Nhưng mà nếu mà em làm không tốt là tôi dùng cây gậy, tức là tôi trừng phạt. À, cho nên em thấy bên đây nè, bắt buộc làm việc, trừng phạt, la hét. Em cứ để ý đi, tại sao mà mấy bạn mà lười cứ bị la hoài? Là tại vì nếu mà không la là coi như là em buông luôn, con à, la để còn kéo em lại cái khuôn, đúng nào? Nhưng mà bên Y là gì? Ôi trời, người ta chăm chỉ rồi thì phải khen thưởng người ta chứ, và thậm chí là giao cho tự quản. À, tuy nhiên trong thực tế nó có một cái thực tế như thế này, cô cũng nói với các em luôn. Nếu như mà em giỏi á, em siêng năng á, là em lại được giao việc nhiều hơn. À, nhưng mà khi em được giao việc nhiều hơn và em nhận lấy trách nhiệm em làm những cái công việc đó, tức là em làm nhiều á, làm nhiều khuyết điểm nhiều nha các em, không ạ? À, nhưng mà dù sao đi nữa, dù khuyết điểm nhiều chúng ta vẫn có thể phát triển được. Còn bên cái anh mà lười biếng á, không có ai tin cậy, không ai dám giao việc á, mà nếu mà không giao việc á, thì không làm, không có khuyết điểm. Đó là cái thực tế, một cái nghịch lý trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta sẽ thấy là nó như vậy ha. Rồi ok, à, đó là X và Y nha các em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy là cái một hệ thống lý thuyết nữa là năm 1980. Cho nên hồi nãy bạn Phạm Hồng Phương phải không ạ? Là 4Y, trời em tuyệt vời luôn á Phương ơi. Nhưng mà thực tế là em có đúng vậy không? Đúng vậy luôn á hả Phương? Phương có làm lớp trưởng gì không Phương ơi? Phương ơi? Dạ không cô. Không hả? Nhưng mà dạ. Em có hay hỗ trợ để làm các công việc của lớp không? Dạ. Hả? Hoặc là em có hay làm thiện nguyện không Phương? Dạ. Em có hay làm thiện nguyện không? Dạ không cô. Đúng rồi. Trí ơi, hậu của em là 4X luôn rồi. Tại hôm nay nó không có mặt nè. Em còn có một Y, còn nó là 4X. Chẳng chòi luôn á. Thiệt tình luôn á. Rồi, tiếp tục nha. Cái đến năm 1980 thì chúng ta thấy là có một hệ thống lý thuyết nữa, đó là hệ thống lý thuyết sách. Thì cái người mà đưa ra thuyết sách đó là William Ushi. Ông này là người Nhật nhưng quốc tịch Mỹ. Thì ông ta phối hợp giữa cách quản lý của Mỹ và cách quản lý của Nhật để đưa ra một cái học thuyết quản lý nhân sự, đó là thuyết sách. À, có nhiều giai thoại về thuyết sách. Giai thoại đầu tiên đó là giữa chúng ta có biến số x, y, như vậy biến số tiếp theo nó phải là sách. Giai thoại thứ hai, chữ sách này là cái từ viết tắt của chữ gen ở trong tiếng Nhật, có nghĩa là được cải tiến không ngừng ha, cải tiến luôn luôn là phải làm cho nó tốt hơn. Và cái giai thoại thứ ba, cô thích giai thoại thứ ba, đó là trong bảng chữ cái thì cái chữ sách là chữ cuối cùng, và điều đó có nghĩa là gì? Ông ta kỳ vọng là cái thuyết sách là cái thuyết tối ưu. Và cô nhắc lại là ông William Ushi, ổng nghiên cứu, bản chất ông này là người Nhật nhưng mà ổng sống ở Mỹ, ổng làm việc ở tại Mỹ, cho nên ổng nghiên cứu cái cách quản lý của Mỹ, những cái gì hay của Mỹ ổng lấy, những cái gì hay của Nhật ổng lấy. Thì ông ta mới thấy như thế này nè, cái cốt lõi của cái lý thuyết sách là gì? Con người sung sướng là chìa khóa dẫn đến sự thành công. Cô nhắc lại nha, mỗi một cái thuyết nó đều có cái cốt lõi của nó hết đấy. Cốt lõi của thuyết X là con người lười biếng, trốn trốn trách nhiệm,
đúng nào, cho nên phải quản lý chặt chẽ. Nhưng mà cái cốt lõi của thuyết y á, là mỗi một người đều muốn thấy mình có ích và được coi trọng trong một cái tổ chức, cho nên họ sẽ cố gắng làm việc. Bởi vì khi quản lý là mình phải giao cho họ tự quản thôi. Nhưng mà cái cốt lõi của thuyết sách là làm cho con người cảm thấy sung sướng. Và cái nếu như họ làm việc mà họ cảm thấy thoải mái, sung sướng thì họ sẽ trung thành và họ sẽ gắn bó với cái công việc. Và đó là cái chìa khóa dẫn đến sự thành công. Thì ông ta thấy như thế này, thì cái cách quản lý của Nhật đó là chế độ làm việc suốt đời. Tại vì nếu như anh làm việc suốt đời thì anh mới có cái sự đóng góp cho cái doanh nghiệp đó nhiều hơn. Và một trong những cái cách để giữ làm việc suốt đời đó là cái tiền thâm niên rất là tốt. Nhưng nếu như anh làm việc suốt đời thì chắc chắn cái việc đề bạt á, và thăng tiến á, không thể nào là nhanh được. Không thể nào nhanh được. Bên Mỹ á, thì em nhớ là chế độ làm việc ngắn hạn, có nghĩa là người nào giỏi lên, người nào dở là bị đào thải. Cho nên đánh giá đề bạt của Mỹ á, rất là nhanh. Nhưng ở đây làm việc suốt đời mà. Vì vậy một trong những cái cách quản lý đó là luân phiên thay đổi vị trí công việc. Và cái việc đánh giá đề bạt phải thận trọng. Cái việc đánh giá nó phải rõ ràng. Rõ ràng, nhưng mà khi chúng ta kiểm tra kiểm soát á, thì phải tế nhị mềm giọt dẻo và đặc biệt phải giữ thể diện cho người lao động. Không có cái tiết mục là la cái người lao động nó ầm đùng trước một cái tập thể. Tại vì chúng ta phải giữ thể diện cho họ. Tại vì họ quê rồi á, thì họ sẽ quê khó quê, quê rồi cũng thấy quê quê mà các em. Cho nên là phải giữ thể diện cho họ thì như vậy họ mới làm tốt được. Đúng nào. Rồi, trên cơ sở đó thì chúng ta thấy là vậy thì nếu như làm việc suốt đời, mọi người đều trung thành, cố gắng là làm sao để cho họ trung thành với cái doanh nghiệp đó, thì chắc chắn một điều là khi mà làm một cái ra một cái quyết định gì đó thì cái quyết định đó phải là cái quyết định lấy ý kiến của mọi người, hay nói khác hơn là quyết định tập thể. Nhưng mà các bạn sẽ thấy là nếu như quyết định tập thể mà trách nhiệm thuộc về tập thể thì điều đó có nghĩa là không ai có trách nhiệm, cho nên trách nhiệm phải thuộc về cá nhân. Thì cái cách trách nhiệm thuộc về cá nhân hoặc là cái cách đánh giá là rõ ràng, không à, cái biện pháp kiểm soát tế nhị, tất cả những cái này nó đều có liên quan đến cái cách quản lý theo kiểu của Mỹ. Và tôi thích nhất là ra quyết định tập thể nhưng trách nhiệm phải thuộc về cá nhân, chứ đừng có đổ thừa cho cả tập thể. Tôi thích nhất cái điều đó, người đứng cao nhất phải là cái người chịu trách nhiệm. Rồi, như vậy đó là cái nội dung của thuyết sách. Thực sự ra là thuyết sách này được ủng hộ dữ lắm các bạn. Nhưng mà cho đến nay thì nó cũng có một cái sự phản ứng. Tại vì bản thân cái thuyết sách bây giờ em có thử tưởng tượng đi, chúng ta làm việc mà chúng ta trung thành với một nơi, một cái chỗ làm việc á, thì đôi khi là mình có một cái sự ỷ lại, đúng không? Mình có sự ỷ lại. Tức là ok, tôi việc gì tôi phải suy nghĩ thôi, để cho những cái cấp quản lý của tôi suy nghĩ đi, phải không chứ tôi suy nghĩ làm gì. Và như vậy là thực tế cái thuyết sách này nó cũng tự nhiên vô hình chung là cái sự sáng tạo nó cũng sẽ không nhiều lắm. Cho nên hiện nay á, là giới trẻ của Nhật á, là nó không có chịu mà làm việc suốt đời, phải không? Cái chế độ làm việc suốt đời này nó không thích. Nó thích là bay nhảy, tức là ở chỗ này và nó phải đi qua một cái môi trường khác để nó làm việc tốt hơn. Thì đó là những cái hạn chế của cái thuyết sách nha các em. Như vậy em đã có X, Y, Z. Con em đã có X, Y, Z. Rồi, vậy cô muốn hỏi em á, là nếu như em quản lý thì em sẽ vận dụng cái hệ thống lý thuyết nào các em? Nếu em là nhà quản lý á, thì em sẽ vận dụng hệ thống lý thuyết nào? Mà em thấy rằng là áp dụng hệ thống lý thuyết đó là nó sẽ cho mình cái kết quả tối ưu, hiệu quả tối ưu. Rồi, các em cho cô biết ý kiến đi. Rồi, cô mời Mỹ Anh. Dạ, thưa cô, theo em là tùy vào tính cách của từng người mà mình sẽ áp dụng những cái thuyết khác nhau đó cô, tại vì sẽ không có ai giống ai hết. Mình không thể nào mà áp dụng có một nghĩa cái là em cho rằng là mình phải kết hợp cả ba hả? Dạ, nó sẽ được linh hoạt.
Rồi, nó sẽ được linh hoạt rồi. Cảm ơn Mỹ Anh ha. Trong thực tế thì bây giờ cô nói là ngay như bản thân các em nè. Có em thì 4y, có em thì 3y, 1x, có em thì 2x, 2y, có em thì 3x, 1y, có em 4x. Mà nếu như là nguyên một cái tập thể này mà cô chỉ áp dụng một thứ một thôi, hoặc x, hoặc y, hoặc z, thì chắc chắn là nó không thể nào mang đến một cái sự hài lòng thỏa mãn cho tất cả mọi người. Cho nên sẽ tùy từng trường hợp cụ thể. Có những trường hợp là bắt buộc cô phải áp dụng là quản lý chặt chẽ x, nhưng có những trường hợp thì cô quản lý theo kiểu y, và có những trường hợp là cô phải vuốt ve và cô sẽ quản lý theo kiểu z. Các em công nhận không? Con người đâu có giống nhau về mặt tâm lý, rồi về hoàn cảnh, rồi điều kiện, không gian, thời gian, rồi môi trường là việc đâu giống nhau đâu, khác nhau hết. Cho nên nếu như nói rằng là một hệ thống lý thuyết nào tối ưu thì không đúng đâu nha các em. Mình học quản trị là em cứ nhớ nha, không có cái gì là tối ưu hết trơn á. Nhiều khi cái giai đoạn này nó là tối ưu, nhưng mà giai đoạn khác nó không tối ưu, đúng không? Mình thấy ngay cả cái COVID nè, đúng không ạ? Mới đầu thì không có áp dụng chỉ thị gì hết, cái sau đó cái mình áp dụng chỉ thị 15, phải không? Nhưng mà 15 cũng không tối ưu, cái mình 16, nhưng mà cuối cùng 16 mình cũng thấy là trời ơi sao nó cũng tăng vọt, đúng chưa? Phải không ạ? Rồi F0, F1, rồi mới đầu là đi cách ly, trời nghe thấy ớt, nhưng bây giờ lại bắt đầu là một cái tình trạng là phải tự cách ly. Em F0 cũng tự ở nhà, rồi F1 cũng là em ở nhà, em tự cách ly và em tự quản lý em, đúng nào? Chứ bây giờ quá tải hết rồi, đúng không? Nên chúng ta đâu có thể nào áp dụng là cho tất cả các cái trường hợp là giống nhau đâu các em, đúng nào? Ok, đó là cái điều mà các em lưu ý nha. Vậy thì giữa cái phương Đông và phương Tây, tức là bây giờ chúng ta sẽ xét châu Á với lại châu Âu, cái cách quản lý nó có khác nhau hay là không. Thì ở đây cô chỉ tóm tắt thôi nha, chứ nếu mà nghiên cứu sâu hơn là nhiều vấn đề lắm. Thì các em sẽ thấy là nếu so sánh giữa cái cách quản lý con người theo kiểu phương Đông, thì phương Đông sẽ theo kiểu là đức trị, và cái hai người mà đại diện cho phương Đông thường thường chúng ta hay nói là học theo Lão Tử, Khổng Tử, phải không ạ? Rồi tiếp theo Hàn Phi Tử. Đây là hai cái hai nhà hiền triết mà các bạn sẽ thấy là nổi tiếng của Trung Quốc, nhưng gần như những người châu Á của chúng ta rất là coi trọng, thì chúng ta thấy là Khổng Tử ha. Khổng Tử nha. Thì với Khổng Tử á, nếu như em mỗi một con người chúng ta thì chúng ta phải giữ được 5 điều. Thứ nhất là nhân, tức là em phải có lòng nhân nha, lòng nhân nha, chứ không phải là sử dụng lòng nhân để cầu view ha. Rồi cái thứ hai là lễ, tức là em phải có cái lễ phép, em phải lễ độ. Em thấy là đi vô là tiên học lễ, hậu học văn mà, đúng chưa? Và em thấy là mình nói chuyện là mình phải có kính ngữ, đúng chưa? Không à? Rồi nghĩa, có nghĩa là ai làm điều gì đó cho mình thì mình phải nhớ ha. Chúng ta thấy là ba mẹ nuôi mình thì nghĩa sinh thành, phải không ạ? Rồi thầy dạy mình thì đó là cái nghĩa thầy trò, mình cũng phải nhớ ơn. Rồi sau này em đi làm có người nào đó giúp đỡ em thì em cũng phải nhớ đến cái nghĩa đó. Rồi thậm chí em lấy vợ lấy chồng, đúng nào, thì nó cũng có cái nghĩa vợ chồng, đúng như nhiều khi chúng ta nói là hết tình rồi nhưng còn nghĩa, đúng nào? Rồi trí, tức là em phải có tư duy. Trời ơi, con người chúng ta mà không có tư duy là coi như là chúng ta không có cái đầu, là không có bao giờ mà làm được cái việc gì hết. Và cuối cùng đó là dũng, là em phải có đầy đủ dũng khí, em dũng cảm và em dám đối đầu với các thách thức. Thì người Việt Nam chúng ta hay nói nhân lễ nghĩa trí tính. Có nghe nhân lễ nghĩa trí tính không các em ơi? Có nghe cái cụm từ nhân lễ nghĩa trí tính không? Dạ có. Cô không biết các em làm sao nha, nhưng hồi xưa cô đi học á, cô nhớ là thi tú tài á, đương nhiên là cô là thế hệ xa xưa rồi, nhưng thi tú tài á, có nhiều khi nó có những cái bài, nó đưa ra một cái bài và nó bắt cô, là cô nhớ có một cái đề nó gọi là phải bình luận về tại sao con người ta phải đảm bảo được 5 cái đức tính. Người quân tử phải đảm bảo được 5 đức tính, đó là nhân lễ nghĩa trí tính, có nghĩa là phải phân tích
À, và nếu con người mà không đảm bảo được năm cái đức tính này thì nó sẽ như thế nào? Cô nhớ là lúc mà cô học phổ thông á, không, lớp 11, 12 thì nó có những cái bài luận văn bắt bình luận về nhân lễ nghĩa trí tính này cũng vui lắm các em, không ạ? À, rồi còn về hàng phi tử thì thế hệ sau nha, tức là 280, 233 trước công nguyên, thì ông hàng phi tử này ông cũng nổi tiếng, nhưng mà ông nói là khi mà mình quản lý con người á, thì cái việc đầu tiên mình phải, khi mà mình cai trị á, là nó phải có cái thế. Và cái thế này thể hiện ở cái quyền lực. Em có công nhận với cô vị trí mình càng cao, quyền lực mình càng cao không các em? À, và hiện nay mình nhiều người mình nói là trời, cái người này có thế lực nè, có người này có thế thần nè. Không, và tại sao như vậy? Là tại vì em phải có cái quyền lực vị trí, đúng nào? À, em phải được phân công cụ thể làm cái, giữ cái vị trí nào thì tự nhiên cái quyền lực vị trí em sẽ có. Nhưng mà thí dụ em là một nhân viên thừa hành bình thường thì cái quyền lực vị trí làm gì có. Cái thứ hai đó là quyền lực chuyên môn, là em càng giỏi chừng nào quyền lực em càng cao chừng đó. Thí dụ như bây giờ hôm nay á, là cái số lượt phát biểu không có được nhiều nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, có 16 lượt phát biểu thôi. À, chưa có được nhiều lắm, có nghĩa là cái quyền lực chuyên môn của mình á, của cái khối lớp của em là nó còn hạn chế. Nhưng mà nếu như mà em phát biểu nhiều á, thì các em sẽ thấy là nè, em thấy thí dụ như cái K3 ngày hôm qua nè, là số lượt người phát biểu là cô ghi tới 2 trang, nhưng mà hôm nay á, là các em là có nhiều đây nè, đúng không? Thì cái quyền lực chuyên môn của em sẽ được khẳng định. Một cái quyền lực nữa là quyền lực cá nhân, tức là cái tính cách của mình như thế nào. Mình là có người đàng hoàng, có mình trung thực và mình là nghiêm túc, thì tự nhiên cái quyền lực đó nó sẽ tăng lên. Và hiện giờ còn có một cái quyền lực này ghê lắm nè các em, đó là quyền lực chính trị. Đằng sau lưng em là ai? Ai là người chống lưng em? Người chống lưng em càng mạnh chứ sao, quyền lực em càng lớn chừng đó. Một điều nữa là phải có pháp, khi mà chúng ta quản lý hay cai trị là phải có pháp, có nghĩa là phải có luật pháp, phải có luật pháp. Và mấy hôm nay em có coi mấy cái clip mà của những người mà chống đối về vấn đề là đi ra ngoài đường không các em? Em có coi mấy cái clip đó không ạ? Em có coi không? Những cái clip mà có những người là phản ứng là đi, hoặc là thí dụ như ngày hôm qua là cô có coi một cái clip mà một cặp mà bế mèo đi chữa bệnh cho mèo đó hả? Em có coi cái clip mà hai bạn nhỏ ôm con mèo mà đòi đi chữa bệnh cho mèo, khóc um sùm cho đất lên hết đấy, có không các em? Có coi cái clip đó không các em? Có rồi, em comment em được 1000 mấy lượt like luôn rồi. Vậy á hả? Là cái comment của em á hả, hay là ở trong cái clip đó là nó cái comment của em á cô, cái comment của em cô. Wow, dữ vậy á hả? Comment của em sao cô không để ý không thấy nha. Rồi để cô tại, mở ra. Tại cái đó nó nhiều trang nó xe á cô. Ừ. Rồi, ok. Nhưng mà thực sự ra là cô thấy là bây giờ là cộng đồng mạng là nhiều ý kiến ngược chiều nhau, đúng nào? Nhưng mà nói gì thì nói chứ cô thấy là nếu mà chúng ta thực hiện cái nghiêm túc cái chỉ thị 16 thì hai bé đó, là cô nói là ngay cả F0 và F1 còn phải tự cách ly ở nhà, huống chi con mèo. Nói thiệt với các em là một điều như vậy á, con là tất nhiên là nhìn thấy nó ôm con mèo em biết rồi. Ở nhà tôi cũng có đứa cháu nuôi pet là cái con chó poodle, trời nó cưng con chó gần cưng quá trời quá đất luôn. Mỗi lần chó bệnh đi chữa, nó lương của nó có 7-8 triệu mà đi chữa bệnh cho chó hết 2 triệu mà nó không có tiếc, không à nhưng mà kêu nó ăn cái gì có mấy chục ngàn nó tiếc, không, nhưng mà con chó nó bệnh là tốn 2 triệu nó không có tiếc. À rồi, ok, thì như vậy là phải có luật pháp rồi, phải có cái phương pháp quản lý nữa ha. Thì ở đây người ta thấy là cái sự giống nhau của cái cách quản lý của phương Đông và phương Tây ở chỗ là cả hai đều tập trung khai thác cái bản chất con người. Người ta quản lý con người thì đương nhiên phải coi cái hành vi con người như thế nào, và người ta cố gắng hiểu rõ cái bản chất con người để có một cái sự điều chỉnh. À, vậy thì nó phải tạo ra một cái sự công bằng, phải không ạ?
trong đánh giá xử phạt bằng một cái hình thức khen thưởng kỷ luật nha. Đó là cái điểm giống nhau, cả hai đều giống nhau như vậy. Nhưng cái điểm khác nhau em chú ý như thế này: nói gì thì nói, phương Tây sau này em đi làm á, mà sếp em là người ngoại quốc ấy, là nó giao cho em công việc là em phải hoàn thành, không có nói order gì hết trơn á, tức là hiệu quả công việc nó lên hàng đầu. Deadline em giao tới đó là tới đó em phải hoàn thành, em không hoàn thành là coi như là em sẽ bị la. Có thể em hoàn thành mà em sai thì nó sẽ cho em sửa, nhưng nếu như mà đến deadline rồi mà em không nộp và em không hoàn thành là coi như là em bị la te tua luôn. À, tức là công việc phải lên làm đầu. Nhưng với phương Đông thì nói gì thì nói, xử lý con người phải có tình và có lý, có nghĩa là họ đề cao cái đức và cái tâm, phải không ạ? Giống như tôi coi trên báo chí mà phân tích cái trường hợp của hai bé đó đó, là cũng có nhiều người thì bảo trời ơi phải có tâm, trời tội nghiệp quá, con mèo như vậy tội nghiệp quá ha, vân vân ha. Rồi ok, thì đó là cái sự khác biệt ha. Giống nhau ở chỗ là cả hai đều tập trung phân tích con người, nhưng khác nhau ở chỗ là phương Tây thì nhắm đến cái hiệu quả công việc, nhưng mà phương Đông thì nó trên cơ sở là cái đức và cái tâm, hay nói khác hơn là làm việc gì nó phải có tình và có lý. Dựa trên lý không cũng được, mà dựa trên tình không cũng không được ha. Thì hôm nay cô đã giới thiệu với các em cái khái niệm có liên quan đến quản trị nhân sự, quản trị nguồn nhân lực, đúng nào? Và đồng thời chúng ta cũng đã nắm rõ cái mục tiêu tầm quan trọng của quản trị nhân sự. Cứ nhớ là nhân sự phải thực hiện ba cái đúng: đúng người, đúng việc, đúng thời điểm. Và chúng ta cũng đã nghiên cứu cái học thuyết X, Y, Z, đúng chưa? Điều kiện nào thì chúng ta áp dụng X, Y, Z ha. X lười biếng, Y thì siêng năng, còn Z thì con người sung sướng là chìa khóa dẫn đến sự thành công. Sự khác biệt giữa quản lý phương Đông và phương Tây giống nhau ở chỗ đều khai thác con người, nhưng khác nhau ở chỗ một bên nhắm đến hiệu quả công việc và một bên thì nó nhắm đến con người nhiều hơn. Rồi ok, hôm nay là chúng ta dừng lại ở đây. Các em có muốn cô trao đổi gì thêm không? Trời ơi, sao tắt camera hết trơn vậy? Không nhìn thấy mặt mày các em đâu hết trơn vậy? Mở camera, trời ơi, chịu không nổi em luôn. Lâu cái em mặt, cái mặt nó tròn do kìa, thấy thương chưa kìa. Trời ơi cô, em có tròn do đâu cô ơi, ngay quá em mập chứ. Lên được nhiêu ký vậy, lên được nhiêu ký vậy? Hả? Rồi, ok. Không, cô nhìn thấy em mạnh khỏe là cô cũng vui rồi. Nhìn thấy em mạnh khỏe là vui lắm rồi. Chứ cái em mà không mạnh khỏe là buồn lắm luôn á. Nhìn Thịnh mắc cười. Thịnh trốn cho kỹ nha, anh em tôi gặp anh ở đâu là xuyên anh ở đó đó. Trời ơi, còn coi Trí sao cái tóc của nó ghê vậy trời. Tóc dựng đứng lên hết á. Tóc dài hết trơn rồi đó. Tóc của cô cũng dài thòn nè, thấy không? Mai mốt là cột lên được luôn á. Rồi ok, nếu như các em không còn cái gì muốn trao đổi thì cô dừng lại ở đây nha. Và hẹn gặp lại các em. Ủa, tuần này mình còn buổi nào nữa không? Ủa, tuần này mình có một buổi hả các em ơi? Dạ, yeah, đúng rồi cô. Rồi ok, rồi. Ok, vậy cô tạm biệt các em nha. Nhớ giữ gìn 5K cho cẩn thận nha. Không? Yeah, rồi, okay. Bye các em. Nhớ ôn bài cho kỹ nha các em. Nhớ ôn bài cho kỹ nha. Tại không có tài liệu đâu nha. Không? Ghi bài cho kỹ và coi cái clip cho kỹ ha. Rồi, bye bye các em. Yeah, rồi, cô Trang ơi, cô trả nước lại cho cô Trang nè. Cô có điểm danh không? Dạ có, cảm ơn cô. Rồi, các em nghe cô Trang điểm danh nha. 26N42. Cô đọc tên những bạn tắng nha. Những bạn mà cô đọc tên mà nếu có trong nhóm rồi thì lên tiếng nha các bạn. 42 Công An, Lê Thị Đức, Khánh Hà, Phúc Hậu, Hoàng Mỹ, Thành Nam, Đức Nhân, Quỳnh Như, Trung Tính. Cô ơi, đâu có N42 đâu cô. Chết. Cô nhầm nhóm rồi, nhóm này có 4.
Có bố phải đọc hôm qua mới ghê chứ. Ngon quá trời. Xong rồi. Ở các xong bạn, rồi. Hàng chi thấy vắng quá trời vắng. Cái gì? 26 là 31. Bảo Luân. Thanh Thúy. Phương Trinh. Ba bạn đã nghỉ luôn rồi cô ơi. Rồi cảm ơn em. 32. Lê Trung Hậu. Trần Anh Thi. Dạ có cô, anh Thi có cô. Rồi cảm ơn Thi. Rồi tiếp theo 36. Hoài Năng. Trúc Phương. Anh Thư. Hoa Tím. Anh Tuấn. Rồi hết. Dạ anh Thư, bạn bị cúp điện đó cô ơi. Ai em? Dạ bạn anh Thư lớp 36 ạ. Linh Phương giải thích. Cúp điện hoài. Rồi cô nốt để đây thôi nha. Rồi cảm ơn các bạn. Có thắc mắc gì không? Không có update nha các bạn.